Sau này tôi đi học về linguistics thì tôi thấy không có một cái nước nào, không có một cái ngôn ngữ nào mà nó bờ cả. Những cái đó là để phát âm chứ không phải để gọi tên. Hơn 1.000 năm đô lộ của giặc tàu, tôi làm cái thống kê chỉ khoảng chừng 29 đến 30 là các cái từ vựng nó có tiếng Hán trong tiếng gốc. Mà bây giờ mới có gần 70 năm ở miền Bắc và gần 50 năm ở miền Nam thì cái số lượng mà cái phần trăm nó tăng lên gần 15, 10, 15 rồi. Nếu khoảng chừng 100 năm nữa thì nó có thể lên tới tới 70 80% trong cái kho từ Người Việt Nam mình á có nhiều cái cái tánh lại nói ra thì quý vị có thể giận có, có phải giận tôi chứ là mình cứ nghĩ là mình giỏi tiếng Việt. Xin đây xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị đến với chương trình nét đẹp tiếng Việt trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ giáo sư Trần Ngọc Dùng. Ông là một người đã từng trải qua hai cuộc chiến, sinh trưởng tại Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam. Ông đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và khi sang định cư tại Hoa Kỳ, ông đã từng làm việc với tư cách là một giảng viên tại các trường đại học nổi tiếng như là UCI, UCLA, UCR. Và trước khi bước vào chương trình, thì Sơn so Lê có một lời nhỏ muốn nhờ quý vị một chút xíu nhé. Nếu quý vị thích những chương trình như thế này, mong là quý vị hãy bấm nút subscribe những video mà chúng tôi thực hiện trong thời gian gần đây chỉ đạt được có 7% những người xem nhấn nút subscribe. Sơn mong là quý vị hãy giúp son tăng lên là 10% nhé. 10% quý vị xem chương trình này hãy bấm nút subscribe. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình. Xin chào thầy. Khi mà nói đến tiếng Việt thì chúng ta phải công nhận một điều là tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ đẹp nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Chẳng hạn như là chúng ta có rất nhiều cách xưng hô, anh và em anh và tôi hoặc là tôi và bạn cháu gì vân vân và son cứ tưởng chừng như là mình đã rất là rành rỏi tiếng việt rồi cho đến khi mà mình làm công việc truyền thông ở bên mỹ thì son đã được được chứ không phải là bị được rất nhiều những cô chú bác chỉnh sửa cho mình để mà nói tiếng việt cho nó phù hợp hơn chính xác hơn chẳng hạn như là những cái từ gọi là đăng ký nè hoành tráng bức xúc vân vân bởi vậy cho nên là khi mà gặp được những người, những giáo sư, tiến sĩ hoặc là những người mà giỏi về tiếng Việt, có cái lĩnh vực cao trong ngôn ngữ tiếng Việt, thì Son rất là mừng vì mình sẽ được học hỏi rất là nhiều. Vậy thì Son rất là hiếu kỳ muốn biết là thời niên thiếu của thầy như thế nào? Và những gì đã xảy ra mà nó đã tác động đến cái đam mê về ngôn ngữ cũng như là lĩnh vực giáo dục và dịch thuật của thầy? Thưa anh Son và thưa quý vị khán giả, Cảm ơn, trước hết là cảm ơn anh Son đã cho tôi cái cơ hội để trình bày những cái điều tôi biết và đồng thời có gọi là cái cơ hội để tâm tình và bày tỏ những cái cái điều mà tôi rất lấy làm gọi là uh, ưu tư. Thưa với anh, hồi nhỏ tôi là một trong những đứa bé kém may mắn. Thứ nhất là tại vì mẹ tôi mất quá sớm, nên là tôi phải ở với bà dì ghẻ. Thì khi giờ quý vị biết rồi, tôi đang viết cái cuốn về ca dao nó về gì ghẻ. Rất ít người mà gì ghẻ thương con chồng. Thành ra tôi việc rất là cực cực nhọc. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng. Quan trọng là tôi sống trong cái thời gian còn nhỏ. Tôi sống thời kỳ gọi là trong vùng tự do. Nó là một cái cái ngôn từ, nó một cái cách nói rất là hoa mỹ của việt cộng. Cái vùng của Việt Cộng chiếm. Cho đến năm 54, khi mà khi hiệp định Geneva ký kết rồi tôi mới ra ở ngoài thành phố thì trong cái thời gian là tôi ở trong nhà quê á, là quý vị biết rất là cực dân chúng rất là cực và cái điều mà tôi lấy làm vui nhất á, là cái thời gian mà bình dân học vụ xóa nặng một chữ của dự cộng nếu mà anh có dịp nghe người ta nói a bờ cờ rồi các thứ đó rồi xuất phát từ cái thời bình bình dân học vụ đó chứ sau này tôi đi học về linguistics thì tôi thấy không có một cái nước nào không có một cái ngôn ngữ nào mà nó ABC à cả bởi vì cái, những cái đó là để phát âm chứ không phải để gọi tên. À. Thì trong một cái bảng mẫu tự của tiếng Pháp cũng như A B -E là U và là các thứ này đó là cái nombre, tức là cái tên của cái mẫu tự đó. À. Rồi ngoài cái tên nó ra mình có cái cách cái đọc của nó như thế nào là khác nữa. Giống như tiếng Mẹ thì có A B C -E K -E R -E nó rồi ta rồi chẳng hạn vậy thì cái cái tên của nó tự nhiên mấy cái anh bệnh nhân học vụ anh lấy cái cách đọc làm tên luôn thành mới a thành ra clamavờ của thủ tướng bây giờ nó clamavờ tức là tức là chứ là chứ đó cao miên lào việt rồi gì đó thì nó thay vì c thì anh ra clamavờ rồi g 7 rồi đó mấy cái chữ nó là cái đó là nó sai với nguyên tắc về ngữ học của toàn thế giới nó thì khi mà tôi tôi va chạm với cái bệnh dân học vụ đó thì tôi là bắt đầu tôi đặt vấn đề bởi vì ông bố tôi đi dạy tiếng pháp mà ông bố tôi rất giỏi tiếng pháp ông dịch sách thì nó ông dạy và đồng thời ông cũng biết tiếng tiếng hán Mình dịch kinh rồi nó các thứ nhưng mà cái mà quan trọng hơn nữa là cái vị nó, nó bình dân học vụ đó là những cái người lớp 3 trường làng lên làm giáo viên họ dạy xong xuôi rồi trong cái buổi học lớp 3 trường làng nó nó có bắt thêm học tiếng Hán, tiếng Tàu nữa. Yeah. Mà tôi nhớ cái bài đầu tiên là bài Thoan chê thoan chê 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 lý liền Thoan chê thoan chê 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 lý Thì bây giờ sau này tôi mới hỏi bà, bố, tôi, cái ba tôi mới hỏi Bài nó là gì? Thoan chê tức là đoàn kết Chê si lý tức là tạo thành lực lượng Thoan chê thoan chê 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 lý liền Đó hầu như là Quý vị nó trước năm năm hai, hai, năm ba, năm tư Là đã có những cái, trường, cái bài học đó rồi Tức nó in vào trong đầu Nhưng đó. đó khi mà tôi đi học đó, Tôi mới nghĩ tôi mới trực nhớ là tại sao họ phổ biến những cái bài hát này thì ra càng về sau này tôi mới thấy là nó âm mưu hán hóa của người tạo đối với dân việt vì vậy cho nên cứ thời gian về sau này có những chương trình kế tiếp thì có dịp tôi sẽ trình bày quý vị cái âm mưu hán hóa nó, nó xâm chiếm như thế nào và những cái chữ mà anh vừa mới nói nó đăng ký rồi rồi bức xúc rồi hoành tráng rồi liên hệ thay vì là liên lạc thì nó liên hệ quý vị thấy chỉ cả 100 triệu Việt Nam ở Việt Nam là liên hệ chứ không nói tiếng nói. đó là đó là cái mầm mống của cái việc thoáng hóa của tạo vậy thì khi mà thầy lớn lên như vậy là thầy có qua một cái trường lớp đào tạo bài bản không hay là thầy lúc mà 18 19 tuổi thì thầy thầy làm gì tôi năm năm tư ra thì tôi bắt đầu tôi đi học ừ. đi học thì cái ông bố tôi là ông giỏi tiếng pháp ông bắt tôi học tiếng pháp yeah. nhưng mà tôi là nói Giờ con phải cãi lời bà Bà tha thứ cho con là con phải học tiếng Anh với con học tiếng Pháp ừ. Tại sao vậy? Tiếng Pháp là thời đó là rất là Thông dụng nhưng thông mà mà dùng ở Việt Nam. Nhưng mà trời cho tôi một cái Thấy trước à. Tôi thấy trước nhiều thứ lắm Ví dụ như trước năm 75 Tôi thấy mình sắp bị mất nước ừ. Nhưng mà tại vì tôi thương ừ. Vì trước năm 75 Anh biết năm 71 là tôi đi qua du học ở Mỹ này này yeah. Anh tôi thấy nước Mỹ đẹp quá Mà nếu mà mình như gọi là hòa bình, thì tôi là một trong những cái nhóm mà dịch cái, cái kế hoạch hậu chiến của Việt Nam cộng hòa. Trong đó họ phát họa ra những sau mà cái, cái hiệp định paris mà xong thì sẽ có những cái chương trình để phát triển kinh tế mà họ nói là trong vòng 5 đến 10 năm là phải không bằng không thua với Nhật. Wow. Nó, mà nếu mà họ cái chính phủ bây giờ mà nó khôn ngoan mà nó vì dân vì nước, nó theo cái kế hoạch đó thì tôi bảo đảm là nước mình giàu mạnh chứ không có gì cả. Ừ. Thì trở lại cái hồi năm 54, trước năm 54 là chúng tôi sống trong vùng gọi là vùng tự do. Còn những vùng mà Pháp như các thành phố người gọi là vùng bị chiếm. Ừ. Nó cái cái từ ngữ của, 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 chính quyền ở đó. Và trong cái thời gian đó thì tôi chứng kiến nhiều cái cảnh giết người một cách thê thảm. Trong vùng tự do đó. Trong vùng tự do. <laughs> mà họ giết người bằng cách sao nữa. Có một buổi chiều, ba năm tôi, tôi có viết trong cái cuốn đời thằng nó. Đó là ba anh em chúng tôi đang chơi dành nhau cái 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 bọt nước ở trên trời nó rớt xuống trên yeah. trời nó rớt xuống nên có những cái bọt 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 đó tôi dành thì bọn tôi đặt nó tên là con cúc chi thì con cúc chi thì tự nhiên tôi bất chợt tôi có cái linh tính không biết tôi nhìn ra tôi thấy có một cái người đi ngoài 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 đường ông ấy đi trước đằng sau có một cái người nữa từ trong bụi tre nhảy ra cầm cái cầm cái cúc cuốc trên cái đầu của cái anh đi trước một cái anh trước ré một cái anh nằm xuống anh chết Trời ơi. Ba đứa thằng tôi chạy quảng hồn, chạy vô trong nhà nói với má tôi, hồi năm má tôi chưa mất. Tức là năm khoảng năm 52, năm, năm 3 đó. Má tôi mất năm 55. Thế à, thì tôi vô tôi nói với má tôi, má tôi bịt miệng mấy đứa, không được nói chứ, không được đứa nói cái chi gì vậy. không im lặng, không nói Đó đi vô, lo ăn. Cái bà má tôi mới dọn đồ ăn cho, cho tôi ăn hồi đó nó chiều chiều rồi đó trời mới lắc phất rồi cái dịp khác tôi thấy nó giết người nó chặt đầu nó để ở trước nhà của người ta xong rồi nó viết một cái tờ giấy, à, cái 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 vải cái cái vải trên người nó để là kể cái... việc Giang đã đền nợ máu, uhm. mà tôi rất tôi thấy rất nhiều cái cảnh giết người giống vậy, thành ra tôi tôi thấy tôi tôi hoảng, hoảng nhưng mà tại vì hồi mình còn nhỏ mình đi ở với bố mẹ mình đâu có làm chi được, thành ra cái điều mà điều tôi cãi bố tôi là nó bố tôi cũng bắt tôi học tiếng pháp. Thành tôi, tôi học Apollonia, tôi học Việt Lên, tôi học tất cả tôi đọc sách Pháp là được. Nhưng mà tôi không nói được. Bởi vì tôi đâu có học nói. Cái tôi mới cãi, ông nói, thôi ba cho con học tiếng Anh đi. Thì ông mới đem Long Lê rồi ông dạy cho tôi học tiếng Anh. This is Jack, Jack is a boy. Rồi cả, rồi ông dạy cho tôi hồi đó, năm mấy đó. Bắt đầu ông dạy cho tôi. Những cái đó là tôi bắt đầu tôi đi theo cái con đường khác của, của ông. Nhưng mà kể cho anh thấy là cái thời gian mà vừa Trước năm 54 là mất mẹ, còn trước năm 54 thì sống trong vùng Cộng sản thì bình dân học vụ hát tiếng Tàu, rồi đi họp hàng đêm, tất cả các thứ. Lúc đó là thầy sống trong địa phận nào? Tôi sinh ở làng La Nang, quận Đèn Bàng, tỉnh Quảng Nam. Rồi sau từ vô trong tới, vô, vô tới kế xuyên lận. Kế xuyên ở trong kế xuyên một thời gian rồi sau đó mới mới ra Tuy Loan là chỗ ông ngoại bà ngoại tôi đó ở Tuy Loan. Rồi ở Tuy Loan thời gian rồi, rồi má tôi mất ở Tuy Loan xong rồi mới trong các xong rồi thời gian sau thì ba tôi xin việc làm ở, ở xin dạy ở trường Phong Thanh Giảng Đà Nẵng. Ừ. Rồi ở Đà Nẵng xong rồi bảo về ông, ông có tục huyền, ông ông, 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 có bà sao. Thì yeah. từ đó thì tôi phải ở với bà dì ghẻ. Yeah. Đại khái về thì cuộc sống nó hơi, nó khá vất vả. Vậy thì sau năm 54 thì thầy có giống như những đồng bào miền Bắc mà di dân vô Nam không? Dạ, yeah, vì tôi ở Kế Xuyên rồi tôi ra ra Đà Nẵng. À. Tôi ra Đà Nẵng thì sau năm năm tư thì bố tôi làm việc ở, ở dạy ở trường Phan Thanh Giản, Dạ. Yeah. nhà trường Phan thì tôi ra tôi học, tôi, tôi ra ở đó thì tôi bắt đầu tôi học trường Phan Du Trinh. Phan Du Trinh hồi nó mới xây cái cái năm đề thất đầu tiên là ở Phan Du Trinh đối diện với trường Nam á. Tôi học ở đó một thời gian xong rồi um, gia đình tính đến năm 63 rồi mới ra Huế từ ra Huế xong rồi đến năm tôi học được có 2 năm trung học xong rồi tôi mới xong tư tôi bắt đầu đi làm ở ở ở, ở spa, tức là cơ quan thông tin hoa, liên vụ Hoa Kỳ dạ. hồi đó cũng phải thi vô rồi tôi tôi được chọn vô làm ở đó thời gian ừ. đến năm 69 mươi tôi mới bị đi lính À, Nào, dạ, cũng phải nhập ngũ như là Mà, bao trai trẻ khác Đúng rồi, từ 69 dạ. đến cái hồi đó là coi như là à, Đến cái tuổi rồi đi lính rồi này tôi đi lính, tôi đi lính, tôi thi vào trường sinh ngưỡng đội đậu, đậu. Nhưng mà cuối khóa, cái vị ông ông, 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 trung tá Lê Quang Chi đó, tôi quên rồi. Thì ông nói là trường sinh ngưỡng của anh nó không lên đón anh bây giờ. Năm anh ở, ở trường sinh ngưỡng đậu, 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 về trường sinh ngưỡng đậu đậu, đội anh phải chọn đơn vị. Cái tôi chọn, nó cho tôi những cái chỗ để chọn đó. Thì cái gần nhất là Long Khánh, Trung đoàn 43, Sư đoàn 18. Cái tôi nói chắc mà từ Long Khánh mình bay về Sài Gòn mình, mình chơi chắc được. Thành ra tôi tôi chọn sư đoàn 18. Ai về đó tới trình diện nó ngày hôm trước ngày hôm sau nó đưa lên thấu Tây Ninh tăng cường cho sư đoàn 25. Rồi từ từ sư đoàn từ Tây Ninh đưa qua Minot rồi qua đến Seoul rồi chi đó tăng cường ở bên 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 miền á thời gian cho đến một năm rưỡi sau tôi mới được về trường sinh ngưỡng đội vì lúc bây giờ cái khóa kế tiếp tôi nó về trường sinh ngưỡng đội rồi cái khóa trước tôi nó ổn chứ mấy cái người này đi đâu nó mới lục ra té ra tôi tôi đang nằm bên miền gửi à. giấy về cho tôi bên miền để tôi về sinh trình diện trường sinh ngưỡng đội Wow. <laughs> đã thành ra lúc đầu lúc nào cũng có có sự vất vả. thế yeah. yeah. Vậy là đến năm 71 là thầy đi du học sang Hoa Kỳ. Dạ. Yeah. Nói về khi đến đến 69 tôi đi lính thì đến đến 71 tôi được về trực sĩ quân đội thì họ cử tôi đi học cái khóa giảng viên Anh ngữ ở, ở Lát Lên. Wow. Ở Lát Lên San Antonio đó thì tôi qua tôi học ở đó được 7 tám tháng vậy tôi về tôi về chứ hầm tôi biết họ nói tôi trốn tui rồi tôi khỏe cho rồi nhưng mà đó mình đâu nghĩ mình mình trốn mình đi học rồi mình về về cái thì tôi tôi dạy trường sinh ngữ độ mà tôi chuyên môn đào tạo thông dịch viên à, tôi làm vì vì trước đó tôi đã làm việc cho cho, cho thông tin hoa kỳ năm sáu năm rồi cái thì tôi về cái cử tôi qua dạy trường Cung y tôi dạy các danh từ y khoa đó yeah. nhưng từ những cái những cái chữ đọc cho các bác sĩ ra trường rồi nhưng mà họ phải trao dồi cái tiếng Anh để ra mà tăng cường cho các đơn vị với Mỹ các cái cái quân đội bên Mỹ để giúp cho cái việc mà chữa trị cho quân đội Mỹ lẫn quân đội Việt Nam trong cái cuộc hành quân hỗn hợp á. Yeah. Ngay cả Việt Cộng cũng cũng được chữa trị, thì mấy ông bác sĩ nó cũng chữa trị wow. hết á. thì tôi qua tôi dạy trường trường quân y rồi tôi dạy ở xuyên hướng đội. Rồi tôi lại đi học ở trường ở Đại học Văn khoa đi học luật khoa, Nghĩa là ôm đồm nhiều thứ lắm. Nên thành ra tôi cũng biết chút xíu về văn khoa, về luật khoa. Rồi sau này tôi cũng nghiên cứu về luật nữa. Thành ra tôi cũng biết chút luật đại khái vậy Đến thời điểm nào mà thầy đã thấy trước được cái viễn cảnh là Miền Nam Việt Nam sẽ sụp đổ Năm 73 là tôi khi mà Năm Cái cái tôi nói với anh trở lại thì Quá khứ xưa tôi sinh năm 43 ba yeah. Nhưng mà rồi Cái ông bố tôi Hồi Định hồi Định Sơn hai 20 tháng 7 Năm 54 Ông thấy tình hình không khá rồi Ông đổi tôi ra sinh năm 48 Ừ mm. Năm 58 xong xui rồi Cái đến năm 63 đảo tránh ông Diệm Ông lại đổi thêm khai sinh của tôi nữa Tại nên tôi 51 Bây giờ tôi là 51 Sinh wow. năm 51 yeah. Thì khi mà ông bố tôi Ông nói cái chuyện mà Khi mà ông Diệm bị lật đổ Thì cái nguy cơ miền Nam bị mất nước Rất cao nên Vì vậy cho nên Ngay cả ông ông Ngô Đình Nhu Sau nào cũng có có nói đến chuyện đó đó Ông Như ông nói rằng là Nếu ông Diệm mình sụp đổ thì 12 năm sau coi như Việt Nam cộng hòa đổ và sau đó thời gian ngắn thì cũng sẽ mất về tay cộng sản. ra à, à, anh cái cái, cái quãng đời cái niên thiếu của tôi thì à, cực nhiều hơn là sung sướng vì mình đến mình bị không có cái được cái tuổi thơ nhưng mà bù lại thì mình học được rất nhiều thứ và ngay cả cái lúc mà tôi tôi làm việc ở trường sư ngưỡng đội thì tôi cũng lãnh dịch cho du á đó. Hồi đó họ cho thầu mỗi tháng là 3 triệu chữ. 3 triệu chữ và trường sinh nước nội như tôi là tôi dịch được khoảng chừng 35 đến 45 ngàn chữ một tháng là quá rồi. Vì vậy cho nên trong số những sách tôi biết được rất nhiều cái đề tài liên quan đến cuộc sống. Trong đó gồm có du kích Mã Lai rồi nhất là cái cuốn sách liên quan đến cái luyện kim, metallurgy metallurgy giúp cho ta biết được cái màu sắc của cái cái sắc khi chúng mình nướng lên rồi độ nào thì nó sẽ nóng chảy độ nào nó sẽ như kia và nhờ cái cuốn sách đó nhờ tôi dịch cuốn sách đó mà quý vị biết khi tôi vô tù tôi sống được một cách thông thả wow vậy là sau năm 75 là thầy phải đi tù à dạ vì tôi tôi đi lính mà tôi đi lính thì gì Hèn chi thì nó là biết vậy là năm 71 thì ở lại Mỹ luôn cho rồi <laughs> Đúng vậy nhưng mà vì mình mình đâu có nghĩ đến chuyện mình pha Đâu có nghĩ đến chuyện mất nước đâu Đúng vậy mất nước rồi. nên mình cứ ừ. nghĩ như vậy Đến năm 75 thì uh, tôi bị tập trung Thì vô tù thì quý vị biết là Cho ăn cái gạo mà trong kho, trong hầm Của các cái thời gian mà du kích á Đem ra nó ăn Tức là mình bổ đổ một cái Một cái lon gạo vô trong một cái bột nước Thì quý vị biết nó là sao Cái con, con mọt á nó nổi lên 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 còn cái hộp gạo đó, nó mục nó, nó thành bột nó lắng xuống dưới đáy thành ra không thể ăn được nhưng mà phải nấu cháo nấu đồ tất cả mọi thứ ăn cái tôi mới nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình như sống như thế này thì thế nào mình chết vì thiếu dinh dưỡng và tôi đã từng nhờ cái lò rèn mà tôi đã giúp được rất nhiều người bạn anh bạn tôi ở Oregon bây giờ đó anh, anh là một trong những người mà tôi giúp anh đó. hoặc là anh bạn ở Seattle vậy thì tôi mới nói với mấy quản giá tôi nói chúng tôi cần lò rèn tôi sẽ là người đứng ra lập cái lò rèn để rèn những cái dụng cụ cho bởi vì cả một cái tiểu đoàn nó mấy trăm đường người ba trăm năm người rồi có mấy lần như vậy nó cả cái khu đó tất cả ngàn người mà nó không có liềm không có dao không có gì cả nó đưa cái đồ chi mà nghĩa là trời ơi, đất khởi không có thể chặt cây được mà bắt mọi người phải chặt cây Ừ. cái tôi mới tôi mới nói tôi sẽ làm lò là rèn và nhờ cái cuốn methodology đó, methodology đó, mà nữa nó technology nó mà tôi tôi lập ra lò rèn tôi chế rồi chế dao kéo rồi tôi chế uh, liềm ừ. tôi chế tất cả các dụng cụ trong đó kể cả những cái mà cái kềm của con giáo nó xuống biểu anh, anh rèn cho cái cho tôi cái kềm giống vậy đi Nó đại khái vậy thì nhờ cái đó mà tôi làm được và tôi được ăn bảy trăm rưỡi gram mỗi ngày gạo ngon lành ừ. Và đồng thời anh viết lúc đầu được bốn đứa thôi mà cho được bốn cái thịt. Trong khi ngồi kia 300 nhục đứa ăn có 15 kg. Wow. 15 kg thịt chia cho 315 đứa thì nó mới hỏi tôi ra về làm sao mà đây. Làm sao tôi ăn cứ cắt làm đôi, cắt làm đôi, cắt làm đôi cho đây đủ 315 miếng thì thôi. Trong khi đó tôi được 4 kg thịt bốn đứa. Cái tôi mới thấy rằng như vậy tôi mới nói rằng có cái anh bạn anh anh ở rẻ bất đầy, nó kêu là ghẻ bộ đội. Mọc một mục lên rồi nó xanh um trong quanh ở giữa nó có cái cái vết đen đen nó kêu gẻ bộ đội vì suy dinh dưỡng đó, tôi lôi anh ra làm lò rèn ba bốn tháng sau anh trở thành một thằng kinh con anh bự trở lại rồi đó 85 kg mà gì, còn có 25 kg anh cứ tưởng tượng nó, nó, wow. nó như thế nào rồi và ghẻ đầy rồi Giờ ra làm lò rèn với tôi trở thành kinh công trở lại 85 kg trở lại bây giờ thì theo wow. nói cái vậy thì cũng nhờ cái cái vấn đề dịch thuật đó mà tôi cứu được bản thân tôi và đồng thời một số các bạn tôi. Vậy thì cái cái toán rèn tôi nó lên được 11 người. Tôi xin là một người làm được nhiều thứ lắm. Mà sao, sao vẫn chưa hiểu là cái cái dịch thuật của cô thầy nó liên quan gì đến cái việc thợ rèn? Đó tại vì cái cuốn mà kỹ thuật luyện kim đó. À à. Thì tôi mới tôi mới rèn ra. Là học từ trong cái cuốn đó ở trong à. tù luôn. Không, tôi làm trước năm 55. À. Tôi dịch cho USA. Thôi yeah. tôi vô trong tù tôi mới nhớ lại cái đó tôi đem ra tôi áp dụng oh, cái tôi mới yeah. rèn rèn cuốc rèn dao rèn yeah. tất cả các thứ rèn kéo rồi các thứ đó. rồi để để cho nó bén đó vì vậy cho nên mình phải dùng cái ức ứng dụng tất cả mấy cái đó vô trong rồi mình Vậy nhờ là đâu? nhờ những cái kiến thức mà thầy dịch lại đó, rồi thầy ghi nhớ ở trong đầu. Vô đúng đúng trong tù là thầy mới, ô oh, thì mới sực nhớ ra là rồi, đúng, đem mình này áp dụng. À, nào, áp dụng. Hay quá. Nhiều là, Ví dụ như thế Được. là anh thấy, ví dụ như ừ. cái nhôm máy bay á, trên rừng rất nhiều lắm, những máy bay rất nhiều lắm. Bây giờ đi tới thì hài hụt mà đục cái nhôm máy bay nó nó cứng hơn thép nữa. Bây giờ nhờ cái kỹ thuật luyện kim mà tôi biết làm thế nào để cho cái nhôm nó mềm rồi sau khi nó làm nhung cái mềm xong rồi làm trên rạp cho nó cứng lại cũng nhờ ừ. trong cái cuốn mythology nó đó, đó là, là kỹ thuật luyện kim ừ. thì anh biết sao cái, cái miếng nhôm này để nói cho quý vị biết ai muốn muốn làm cái này thì làm thử coi lấy một miếng nhôm của máy bay cứng ngắt này thì anh lấy xà bông anh trét lên trên cái cái miếng nhôm đó xong rồi anh hơ lửa anh hơ lửa cho đến khi nào mà cái cái cái, cái xà bông nó đổi thành sang màu đen rồi anh chuẩn bị một cái ly một cái thùng nước khi mà biến nó ra màu đen rồi anh quẳng vào trong nước liền ta tức là nhôm nó khác với thép là mỗi lần mà anh muốn cho nó mềm á thì anh thay đổi nhiệt độ cấp kỳ thiệt nhanh thì nó mềm một ngược lại nên muốn cho nó cứng á thì anh phải cho nó lên cái cái nhiệt độ cũng dùng xà, xà phòng nó, nó trét cho nó đen xong rồi mình chuẩn bị một cái thùng bằng cát thiệt bự xong rồi mình để sẵn cát ở ngoài đó mình nước lên này xong rồi mình bỏ cái miếng nhôm nó vô mình đổ cát lên liền 24 tiếng đồng hồ sau hay là 12 tiếng đồng hồ sau nó mới nguội lúc bây giờ nó cứng lại giống như cũ ừ. Mm. hay quá À, nên thầy học những cái đó nên gì khi mà cái toán chúng tôi được tự do lắm nên tôi tôi muốn đi lấy sắt yeah. thì tôi đi lấy sắt lấy sắt xích sẽ tăng em 13 xích sẽ tăng này kia đem về thì làm mọi cách để cho nó mềm ra và đồng thời rồi rèn lại xong xuôi rồi, rồi mới trui trui cái cách cũng dùng cái 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 nhiệt độ đó để mình biết nó như thế nào để mình cho nó cứng đại khái vậy. Dạ. Thì cái đó là nó thuộc về cái vấn đề mà gọi là mình chỉ thuộc rồi mình nhớ lại Vì vậy cho nên cũng là cái điều rất cần thiết. <laughs> dạ. Có lẽ đây là một trong những cái kỷ niệm mà rất là thú vị ở trong tù của thầy. Dạ vâng. À. vậy là thì ở trong đó bao lâu là thầy mới được thả ra? Tôi ở ra cũng, cũng hơn 3 năm thôi chứ không có nhiều bởi vì cái kinh nghiệm sống với cộng sản trước năm 54 năm, năm, giúp cho tôi được ra sớm anh biết vì sao không? như thế nào? Bởi vì khi mình làm cái giấy lý lịch sĩ lịch á, thì cộng nó bắt anh cứ một hai tháng nó làm cái sĩ lịch, một hai tháng làm lịch. Ừ. Nếu anh không làm cái bản mẫu để anh để sẵn và anh chép lại y chang như vậy, thì lần sau anh sẽ quên và anh sẽ viết khác với lần trước. Ừ. Mà khi anh viết khác với lần trước, nó so sánh hai lần với nhau xong rồi nó, à thằng này nó gian dối, thằng này nó nó giấu cái gì đó, bắt nó làm tiếp, cứ bắt làm hoài. Trong khi tôi tôi viết sống ở trong trước năm 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 tư thành ra tôi viết rằng cái bản lý lịch sẵn tôi cất trong đó. Mỗi lần muốn biểu khai lý lịch tôi đem ra tôi chép y chang như vậy. Năm lần bảy lượt không có gì khám phá nên không có gì tìm ra cho tôi được hết anh ta nói thả thả tôi về sớm. Và đồng thời tôi kể cho anh nghe cái chuyện ở tù. Tôi bị bọn đồng tù lúc đầu hiểu lầm tôi lắm. Nó xuống nó biểu tôi là 5 giờ rưỡi phải thức dậy tập thể dục. Thì anh biết là 5 giờ rưỡi là tôi tôi là người đi đi đi, đi dạy từ nhỏ đến lớn và không bao giờ tôi tới tới lớp trẻ một buổi vì vậy cho nên nó biểu tôi làm gì tôi làm đấy chúng nó chửi tôi nó nói mẹ vì thần dụng sao mà nói, nó giống như con chó săn tôi nói được để tôi sẽ làm chó săn cho các bạn tôi cấm các bạn không được làm chó săn để cho mình tôi làm thôi và các bạn phải là nhất để phải làm cho tôi theo ý tôi thì anh biết nó bắt về năm rưỡi tôi cũng bắt trong nó về năm rưỡi đúng hai tuần lễ cái qua cái tuần lễ thứ ba tôi nói giờ bắt đầu từ ngày mai á các bạn thấy ngủ có thể ngủ đến sáu rưỡi bảy giờ không cần phải dậy sớm cái nó mới hỏi tôi tại sao vậy tôi nói cái thằng cán bộ nó làm việc theo lệnh trên thành ra hai tuần đầu là phải dậy sớm nó cũng cực lắm chứ nó năm giờ rưỡi mà bắt nó dậy nó đâu có thích phải không nó phải dậy làm theo lệnh mà sau khi hai tuần lễ sau mà nó nói mọi thứ em, em nói rồi nó làm cái báo cáo xong nó báo cáo cho cấp trên à. cho nên qua cái tuần thứ ba đó, nó ngủ bảy rưỡi thì mình cũng ngủ bảy rưỡi lúc bây giờ các anh em ở trong tù mới vỡ lẽ ra ờ à, thằng dùng này nó không phải thằng cả chữ lắm nên ra thì cũng biết trước đỉnh rồi tôi nói tại trước năm 54 tôi đã sống với cộng sản rồi thành những cái gì mà liên quan đến cộng sản là anh hỏi tôi tôi còn rành hơn cái mấy cán bộ nữa tôi nói, anh mới ngủ anh buồn ngủ vào anh gác tay trên cán cúc anh ngủ Chứ anh vô trong trong bụi mà anh ngủ là nó lôi ra anh bắt anh làm thêm vì vậy cho nên anh muốn ngủ đứng chẳng hạn ra anh chống tay trên cán cúc anh ngủ mấy ngủ nó không làm cho anh được hết đó là cái cách để mình có thể sống với cộng sản hay quá đó vì vậy cho nên tôi đã áp dụng rất nhiều cái để có thể mình sinh tồn trong thời gian của cộng sản và tôi nói rất nhiều người họ nghe cũng giống như thế, quý vị biết trước năm năm mình, mình có hai cái cuốn sách đó về Lý Ba Sơ, Trời Giam, Đầm Đùn. Mà có ai tin về cái chuyện đó đâu, không ai tin hết. Đến ừ. khi mà Cộng sản vô bắt mọi người đi đi tù, đi, đi, đi rồi gọi là cải tạo. cải tạo để làm gì? Cái đó, là, những cái đó là đã có sẵn trước mà không ai tin. Vì vậy cho đến khi mà đụng trận rồi, gặp việc rồi, cái nó mới vỡ lẽ, nó trời ơi, hối hận thì đã muộn yeah. <laughs> đúng là một cái kỷ niệm mà chắc là không bao giờ quên được trong đời của thầy đâu vâng. nhưng mà bây giờ son muốn nói đến cái lĩnh vực giáo dục và ngôn ngữ một xíu tại vì đây là một cái lĩnh vực chính của thầy mà thầy đã học từ lâu rồi từ tuổi bé rồi vậy thì theo cái quan điểm của thầy đó cái tình hình mà sử dụng ngôn ngữ tiếng việt hiện nay ở trong nước cũng như là ở ngoài nước nó như thế nào thưa quý vị thì là quý vị biết rằng cái đảng cộng sản việt nam á là nó xuất phát ở tỉnh phú kiến cái cờ năm ngôi, ngôi sao năm cạnh của nó là cờ của phúc kiến nó sửa cho thẳng là chứ phúc kiến tưởng hơi hơi phình phình ra chút xíu ừ. thì vì vậy cho nên tất cả mọi thứ cái sự sinh tồn của đảng cộng sản nó gắn liền với cái trung cộng mà trung cộng thì quý vị biết rằng từ năm 207, 247, 207 cái thời triều đà đó đã đã bắt xuất phát được cái chuyện mà nó sẽ tâm kiếm mình trong cái gọi là cái tập thể bất việt của mình đó, chỉ còn có cái lạc việt đó là coi như mình 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 còn sinh tồn và mình còn nói cái tiếng việt của hiện nay chứ không chứ không bị bớt nước ngay cả tính quảng những quảng đông quảng tây Phúc kiến rồi những cái kia thành ra có người hỏi tôi tôi mới hỏi anh tàu nếu một ngàn năm trước đây tôi hỏi anh là người phúc kiến anh là người việt hay là người tàu thì nó nói tôi sinh ở phúc kiến nhưng tôi là người việt nhưng một ngàn năm sau hỏi anh phúc kiến anh là người việt hay là người tàu thì nó nói tôi sinh phúc kiến và tôi là người tàu bởi vì bị cái dân tạo nó, nó chiếm hóa. rồi nó đồng hóa rồi chỉ có người việt nam làm việc của mình á con rồng cháu tiên á thì không bị đồng hóa và cái vui nhất mà tôi thấy thích nhất là cái transliteration tôi gọi nó là chuyển tự cái chuyển tự là cái mà người việt nam phát kiến ra trước cả thế giới cả nghìn năm anh biết cái transliteration chuyển tự đó ở bên Âu Châu nó phải xuất xuất phát từ 1860 thôi bởi vì lúc bây giờ nó cần đọc tiếng Ả Rập nó cần đọc tiếng do thái nó cần đọc tiếng này kia thì những cái tiếng mà nó không có alphabet tức là abc đó, nó đọc không được về cho nên nó phải áp dụng cái phương pháp chuyển tự để nó dịch nó nó chuyển từ cái cách đọc của cái chữ mà ngoằn ngoèo ngoèo ra ra cái chữ alphabet. Thì Việt Nam mình đã áp dụng cái đó từ thời mà gọi là đô hộ của người Tàu rồi. Chính thức là 111 trước công nguyên thời hoàng Vũ Đế là cái người đã là lên ngôi là vua nước Tàu từ năm 140 đến năm năm 85 sau công ở trước công nguyên đó quý vị là anh ta đó nhưng mà chính thức đó, với tôi là con mắt ở thời triều đà trên 247 thì 257 chi đó thì là quý vị biết tức là một ngàn mấy trăm năm đó mình nói tiếng Tàu mình mình đâu có nói tiếng Tàu mình nói tiếng Việt mà mình nói theo lối chuyển tự chuyển từ ví dụ như là thị tài môn tiền náo thì, thì, anh nói tiếng Tàu với là suy trái mảnh trẻ náo hoặc là

cái gọi là chuyển từ đó nó giúp cho người Việt mình không muốn nói tiếng Tào. Và quý vị biết là với cái số lượng 100 một triệu hồi nay là cái tiếng Việt được đứng thứ 13, 14 trên trên thế giới về cái số lượng người nói. Nhưng mà cái chính mà nói ngay từ lúc khởi đầu đó, cái tiếng Việt mình nó đa dạng, rất nhiều cái lắm. Cái dialect của nó tức là cái phương ngữ hay là cái địa phương ngữ hay là cái thổ ngữ nó rất là dồi dào. Và nhờ đó đi với cái cái tổ chức xã thôn tự trị cái đó là cái vô cùng quan trọng ta nếu quý vị biết quý vị tôi đang viết cái cuốn tất cả giao nói về cái vấn đề mà có một người pháp họ nói về cái người là xã tôn từ trị cái chỗ nào vua phải sứ giả từ triều đình về cái làng đó làng nó ra cung cung nghinh tiếp đó rất là trọng thể nhưng mà chỉ mời anh tới chỉ đình làng thôi chứ không vô trong làng được không cho vô trong làng mà chỉ ở đình làng rồi đãi đằng rồi tiếp đón rồi cái gì đó tung hô gì kể đó khi trời ông ông đi ra ông về chứ không được vô trong làng Tại vì sao làng của mỗi làng của Việt Nam là một cái tổ chức riêng lẻ tự túc tự cường kinh tế quân sự chính trị đều là xã thông tự trị vì vậy cho nên nó có cái câu phép vua thua lệ làng phép à, vua thì làng. thì tôi mới dịch nó là the king's law is superseded by the village rules. Đó thì tôi dịch đó. Tại nên quý vị thấy với những cái đó cái xã tôn trừ trị nó giúp cho cái việt nam mình tồn tại hơn một nghìn năm nhưng mà cái điều quan trọng là các vua của việt nam mình không theo tàu chỉ có bây giờ cái chính quyền hiện nay nó theo tàu vì về chúng nó tiếp tay với tàu để làm cái chuyện đồng hóa đó và cái đồng hóa nó thể hiện ra cái gì thứ nhất thay đổi cái chữ hơn một nghìn năm đô lộ của giặc tàu trong cái từ kho từ vựng Việt Nam tôi tôi làm cái thống kê là chỉ khoảng chừng 29 đến 30% là các cái từ vựng nó có tiếng Hán ở trong tiếng gốc Mà bây giờ mới có gần 70 năm ở miền Bắc và gần 50 năm ở miền Nam thì cái số lượng mà cái phần trăm nó tăng lên gần 15 10 15% rồi. Nếu khoảng chừng 100 năm nữa thì nó có thể lên tới tới 7 80% trong cái kho từ vựng. Tại sao mà nói kho từ vựng? Là ví dụ như mình có chữ tiếng Việt và tiếng Việt và tiếng tiếng Hán có thể thay thế nhau. Ví dụ như tôi nói huynh đệ là tiếng gốc Hán nhưng mà tôi đổi ra là anh em. Phụ mẫu là cha mẹ. Thì tôi đổi ra nó là phụ mẫu hoặc là phu thê. Thì Việt Nam là vợ chồng. Nó, nó khác. Nhưng mà có một cái nó ngược, nó khác với nữa. Chuyện gốc Hán nó khác với chữ Việt. Ví dụ như đệ tử anh không tịch với nó là, nó là, là con em được. Anh vô chùa, ông thầy, ông sư, ông đó, thưa thầy, cho đệ tử thưa chuyện cùng thầy chứ không thể nói là thưa thầy cho con em nói chuyện cùng thầy ừ. có thể đồng ý không nè vì vậy cho nên có một số các cái chữ tiếng gốc hán nghĩa khác cũng giống như chữ hỏa tiễn khác với tên lửa tên lửa tiếng anh nó là fire arrow còn hỏa tiễn là rocket phi đạn là missile rất nhiều người không có biết dịch cái chữ đó chữ missile là phi đạn thành mới là hỏa tiễn hành tinh họ dùng là tên lửa hết cho tất cả. À, những nhưng cái... mà có nhiều người nó có Vì người theo dùng hỏa tiễn hành tình hoặc là à. tên lửa hành tình à. Nó cái đó trật. Missile là phi đạn. phi đạn, Rocket là hỏa tiễn và fire arrow là tên lửa. Vì cái cái, cái, cái cục cũng có cái cục dễ lần trước nhúng dầu nó ấy lửa sao nó, nó có cục lửa. tên nó bắn cái nó ra cái lửa hỏa tiễn ra nó dưới phục cái, cái bằng 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 hơi đốt cái 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 khái niệm nó khá hẳn. Vì vậy cho nên nó phải phân ra là ba loại. Tiếng Việt hoàn toàn. Thành nên tiếng Việt của mình nó gồm có bốn cái loại. Việt Việt, Việt Hán, Hán Việt và Hán Hán. Đó. Những chữ Việt Việt hoàn toàn, ví dụ như anh em là Việt hoàn toàn. Là cha mẹ là Việt hoàn toàn. Nhưng mà tôi nói thành phụ mẫu thành ra là Hán Hán. Đúng không? Hoặc là huynh đệ là Hán Hán. Đồng thời cho ví dụ như chữ Chi nhánh. Chữ Chi là Hán mà chữ Việt là nhánh là Việt thâm sâu chữ thâm là hán mà chữ sau là việt thành nên nó có bốn loại chứ không phải là à, từ điển hán việt là trật á vì vậy cho nên tôi cố gắng tôi giúp cho những cái người họ hiểu ví giống như cái như chữ gia chẳng hạn chữ gia để tôi nói cho anh nghe đây chữ cái này chữ gia nhớ viết như thế này thì anh hiểu như thế nào đa số đều gọi là tôi 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 lập gia đình anh ấy lập gia đình cháu con tôi nó mấy đứa lập gia đình hết rồi Vậy thì nếu mà anh dịch chữ gia là nhà mà chỉ đình anh bỏ cho ai Đình là cái gì? Đình là cái nhà to Gia là nhà nhỏ à đúng không? Thành ra cái này là sai đó Với tôi Thì tôi nhìn cái này Tôi chưa đặt vấn đề là anh lấy ở đâu ra cái chữ này Mà tôi chỉ Mới nói đến cái chuyện cái chữ này Nghĩa là gì cái đã Thì đây, đây là cái mái nhà này dưới này là chữ thủy là con heo này. Là anh ở trên, anh nuôi heo ở dưới là cái cụ thể nhất dễ hiểu nhất nhưng mà cái thủy này nó còn có cái nghĩa nữa là truyền giống ta nên thấy rồi có mình, hai cái đứa nó làm trò con heo là sao nó đang làm tình vậy thì cái, cái con heo này ở dưới cái mái nhà này có nghĩa là sao trong là cái nơi quy tụ những người cùng một dòng máu bởi vì cái con heo nó tượng trưng cho sự truyền giống và đồng thời nó là cái xuất vật mình nuôi ở dưới thì mình ở, ở trên chứ nó không liên quan gì đến cái nhà hết á nhà thì nó gồm có cái chữ hộ anh thấy cái chữ hộ không ví dụ yeah. như là hồi xưa họ đặt đó là bách hộ vi gia thiên hộ vi quốc một cái khu một ngàn cái ngôi nhà đó thì nó trở thành một nước mà một trăm gia nhà một trăm cái hộ trong cái 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 ngôi nhà nó thành một cái gia tức là một đại gia đó bây giờ nó có cái đại gia đó tức là cái cai quản tất cả cái khu đó à, vì vậy cho nên cái từ ngữ đó, nó rất quan trọng và tôi chuyên môn làm nghiên cứu và đồng thời tôi thống kê thì tôi thấy rằng 70 năm miền Bắc và 50 năm miền Nam nó, số lượng mà tiếng tàu nó nhập vô tiếng Việt thay vì nó hiện ra trước mắt tôi thì anh là dùng chữ hiển thị tôi tôi muốn chính mắt tôi thấy thì anh nó gọi là mục sở thị tiếng tàu nó không có chữ liên lạc mà chữ liên lạc nó dùng bằng chữ liên hệ ờ à, cái đó là sao anh đang tính hỏi thầy đó chữ liên hệ cái chữ liên hệ thời nay là rất là phổ biến hầu như là trong nước và ngoài nước họ đều dùng cái từ này nhá dạ. tại vì bây giờ là cái lượng người mà từ trong nước họ ra ngoài cũng rất là nhiều cho nên họ mang theo cái 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 thói quen sử dụng ngôn ngữ như vậy dạ. thì nó khác biệt gì với từ liên lạc thầy thưa anh cái chữ hệ có nghĩa là sao nếu mà anh dùng chữ tự thì anh thấy có hai cái cái dây tờ kết với nhau ý muốn nói là một sự gắn bó không thể tách rời là liên hệ đó liên hệ vậy thì cái liên hệ đó là cái gì gia đình giữa cha và con mẹ con anh em bà con trong gia đình ấy gọi là liên hệ gia đình family relationship ừ. giống như một cái sự gắn bó gì gắn bó không tách được à cái chính là không tách được còn lạc á, là rơi tọa lạc anh rơi cái bịch xuống anh ngồi tại chỗ đó thành nó mới có cái chữ to be located tức là tọa lạc đó cái văn phòng của anh tọa, tọa là, là tại ở đâu chỗ ở đợt. tức là người ta nhắm cái chỗ ra là người ta đào đất lên người ta làm cái nhà lên nó cho anh ở anh cho anh làm việc thì cái đó là tọa là cái đó là lạc thì liên tức là mình tìm cách mình đối với nhau lạc là rời ra anh ở cái chỗ này người kia ở chỗ kia nó đâu có dính dáng gì nào đâu nên bây giờ mình nói lại với nhau Anh với tôi không có quen biết gì cả Vì lý do gì đó, vì một cơ hội nào đó Một cái cái gì đó anh biết với tôi Thì chúng ta liên lạc với nhau Liên lạc với nhau ừ. Chứ không có liên hệ Anh với tôi đâu có bà con <laughs> Đúng không? Vì, vì cho nên cái tiếng Việt ngày xưa họ định rất rõ Mặc dầu bị một nghìn năm bị đổ hộ nhạc tạo Nhưng mà ông mình đã dùng cái chữ đó Một cách rất chính xác ừ. Cũng giống như vì người người tàu dùng là chung cư tức là cái apartment complex đó là chung cư người việt mình gọi là chung cư chứ không cái chung cư mình không gọi là hiệp trung quốc hoa kỳ mình gọi là hiệp trung quốc hoa kỳ thành cái cách nói của người việt của mình tôi có viết trong cái, cái của Tinh hoa việt nam tôi có tìm hiểu từ ngữ gốc Hán. viết rất rõ có những cái thay đổi có những cái giữ nguyên có những cái đảo ngược vì những chữ cứu vãn cứu là sao mà vãng là sao thì phải có một cái cái nghĩa của nó vậy thì cái từ bức xúc nó có gì sai hả thầy sai quá đi chứ sai chỗ nào giờ tôi hỏi anh bức trước anh tôi á <laughs> tôi á tôi, tôi phản đối tất cả những cái người từ làm từ điển trước tôi kể già trẻ tôi không cần biết anh nói cái chữ tiếng việt cái chữ tiếng gì á thường thường là chữ đệm để cho nó làm nghĩa cái thêm cái nghĩa tiếng trước với tôi không có chữ nào là đệm cả thì tôi hỏi anh cái chữ bức nghĩa là chi cái đó cũng giống như có cái đây có một tuần có người hỏi tôi cái chữ trước tác á nó như hàng vậy mình phải hiểu cái nghĩa của nó theo anh là bức là gì bức tức là mình bức bức tóc bức tai bức phải không Dạ. Yeah. bức rứt hay là bức dây đồng rừng nó có chữ c và chữ t nha Dạ. Yeah. chữ bức rồi, oi bức rồi chữ bức nó có phải liên quan gì đến chữ bực bội không nó là cái, cái biến biến âm biến cách nó có nhiều lắm Yeah. à, cái mình có sự về mình sẽ nói đến cái đó nhưng mà cái chữ bước nó có nghĩa là chung là bước rứt bước rứt trong trong người nó không có yên, không có không có thể mái. thoải thoải mái không ừ. nó làm sao đó? nó không yên đó ừ. thì chữ bước đó nè rồi chữ xúc là làm sao chữ xúc ít nhất là anh rờ ra anh mới biết bây giờ thành bên cái xúc tác cảm xúc rồi cái những cái gì mà liên quan đến đụng chạm thì tiếp xúc đàn cả phải cứ gặp nhau này cả anh đụng phải cái cái cục sắt nóng thì anh rút tay ra liền tới khác phải không vậy thì cái cái xúc đó làm cho anh bức hay là cái nóng làm cho anh bức ở ngoài trời thành ra cái chữ bức xúc nó không có liên không không có ăn chung với nhau được không không có ăn chung là mình hồi xưa mình có chữ này bực tức này bức rứt này à, bực bội này chứ mình không có chữ bức xúc chữ cái chữ đó bức xúc là về sau này mình sau nghe. này no sau sau này cái, cái chính quyền nó vô nó đem vô thêm một cái chuyện nữa mà cần phải nói đến chuyện gọi những cái, cái chữ nó kỳ cục nghĩa nó kỳ cục thêm cái nữa là nó từ chối trách nhiệm nữa ví dụ như anh thấy hồi xưa mình có có cái chữ nhà chức trách không bây giờ nó không dùng cái chữ không dám dùng cái chữ nhà chức trách mà dùng nhà cơ quan chức năng uhm. Tại sao nó coi coi chức năng bây giờ anh cho như anh đậu bằng tiến sĩ, anh ra anh phụ trách cái trường, anh làm hiệu trưởng cái trường đó, anh điều hành cái trường đó, nhưng mà anh không có trách nhiệm về cái trường đó. Anh chỉ có bổn phận điều hành cái trường đó anh không chịu trách nhiệm. Ngày xưa người ta chịu trách nhiệm, tôi làm với đó là phải chịu trách nhiệm, tôi thành ra bây giờ anh thấy có mấy mấy cán bộ cao cấp cái tay mà nó, nó là hư cái chuyện chi rồi nó cũng bị Phê bình nó thôi mình đừng làm nó làm bậy bạ đó thôi mình nghĩ đi mình, mình rồi thôi chứ không có phạt cũng chi hết tức là chức năng chứ không phải chức trách ừ. anh thấy nhiều 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 cái nó làm cho chúng ta mất hẳn đi cái ý nghĩa của nó vậy là hồi sử dụng là có mục đích luôn luôn có mục đích ừ. luôn luôn có mục đích vì vậy cho nên tất cả những cái gì mà cộng sản nói đều phải để ý và đồng thời cái điều đầu tiên mà ông thiệu nói hay nhất đừng nghe những gì nó nói Ừ. ai nhìn kỹ nó là đại khái vậy thì nó tóm lại từ nhỏ đến lớn tôi được học nhờ cái gen của ông bố tôi biết ngôn ngữ rồi uh, tôi đi khác ông bố tôi là ông học tiếng pháp ông giỏi tiếng pháp tôi là vợ tôi, tôi, tôi học tiếng anh không biết có giỏi không không biết nhưng mà cũng xài được rồi uh, tôi tôi học chữ chữ hán nhưng mà tôi không không học nói tôi không học để mà gọi là đọc mà tôi học để mà tôi phân tích ừ. Và từ cái phân tích đó tôi mới đặt vấn đề Cái chữ này ở đâu ra Cũng giống như chữ khoa học Cái chữ khoa học mà nếu anh phân tích ra thì Anh thấy nó nó viết là chữ hòa Xong xưa rồi, rồi Nó viết chữ đấu bên cạnh bên này nữa Thì chữ, chữ khoa nó là Phản ảnh cái nền văn hóa nông nghiệp Trong khi người Tàu Nguyên thủy của nó Phản ảnh cái nền văn hóa du mục Nomads vì vậy cho nên trong cái tử vi của nó bất chước Việt Nam mình nó lấy toàn những đa số là những cái con thú gọi là wild animal, thú hoang. anh Ủa, thấy sao anh cứ tưởng là Việt Nam lấy của nó? No. Nhưng mà, oh vậy là họ lấy của Việt Nam. Nó ăn cắp của mình. Đó. Thành ra tôi tôi oh, thương anh là okay. tôi tôi đang tìm tôi đang viết cuốn sách nó là A Discovery of the Stolen Past. Vậy là 12 con giáp là xuất từ Việt Nam? Đúng. Nó dùng con rat trên không, dùng con mouse Rat là gì? chuột đồng, chuột ngồi rừng á. Cái mình là con mouse chuột nhà thế đến là con trâu water buffalo cày ruộng có hắn là con ox ox con bò bò rừng thấy không nó dùng con rabbit đúng ra hắn hồi xưa nó dùng con hare chứ không phải con rabbit hare ừ. là cái con thỏ nâu con hare thỏ nâu nó có cái hare lip là những cái đứa mà bị sưng mồi nó lên túc cao đây này đó. À. à. thì cái đó. hoặc là con con lam nhưng không dùng đó. con cừu à. con cừu con, chứ không dùng con dê như của mình à mình là à, con dê à con gà con hắn hắn là hắn, là, gọi là cái chi red fowl chicken là con gà rừng riêng cái con rồng á là cái vị biết là con rồng nó là biến là, là cái thần thánh hóa của cái con cá sấu của mình à. con cá sấu mình anh thấy hình dáng y như con rồng nó cũng gai nè miệng nè bắt lồi đó các thứ mà việt nam mình có cá sấu nhiều nhất mình chỉ có ý kêu là cái người rất giỏi thợ lặn và đồng thời văn hóa việt nam có cái nghề xâm mình vẽ mình để mà lặn xuống nước tàu đâu có ừ. trong sách tàu không chỉ có cái chuyện đó vì vậy cho nên cái con da cái con rồng đó là cái cái, cái mình làm fancy chỉ là, 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 thần thánh hóa cái con cái con đó nhưng mà đồng thời nó cũng là nó lên cái gọi là cái nguồn gốc rồng tiên của việt nam hay quá anh vô internet anh coi cái anh viết đánh một trang internet cái google này the origin the origin of là Lunar New Year in China thì nó cho anh biết cái nó là cái gì mm -hmm. nó là xuất phát của con monster nó tên là con nén con nén nó này tức là con niên đó trên mm -hmm. nén qua là gò wow, chú này cũng sẽ phá trải đó chính là tân niên quá lại à, ngộ chúc anh được à, phát tài đó đã khai wow. thì con nén nó nó chuyên môn ăn thịt người nhưng mà nó sợ tiếng động nó sợ la thì có cái ông già nó ông ông đứng trước mặt con con nẻ nó nó, nó la lên ông nó ông thờ ông chửi nó rồi nó bỏ nó đi từ đó về sau nó ăn mừng cái ngày mà con nẻ nó bỏ đi chứ có liên quan gì đến tết việt nam đâu trong khi khổng tử nói với đồ đệ ta không biết nó là chi mà ta gọi nó là tế xạ trong sách lễ ký có nói rằng tế xạ là cái ngày chúng nó nó ăn mừng vậy nè cái bọn nó nó ăn uống rồi linh đình rồi là ta yeah. không biết cái ngày đó là chi ngay cả ông tử không biết ngày tết là chi và biểu là nó là sao new year là sao được cái nói chuyện nó vô lý hết sức thì ra là vậy nè nó ừ. à, thử thư và anh vậy trong khi những cái con con tử vi trong việt nam mình nó toàn là gia súc không à cũng thấy chỉ trưởng rồng ra thôi với con cọp nữa con yeah. cọp ở xứ mình có cọp nhiều lắm anh thành ra con chuột nhà này rồi con trâu này con trâu trâu đi trước cái kỳ đi sau là cái đó là hình ảnh của người dân dân Việt Nam suốt cả ngàn năm nay rồi đó đó là con trâu tí sử dần rồi mèo là con mèo nó tị, rắn nọ là con ngựa là cái và tất cả những cái đó đều là thuộc đa số là gia súc hết chứ vậy chứ là mà... vậy là bây giờ xong mới biết là không chỉ là họ ảnh hưởng mình đâu mà mình cũng ảnh hưởng họ rất nhiều nữa vấn đề này là cái anh đọc sử và anh đọc những cái chuyện mà họ nói rằng, người tàu nó qua đây nó tìm mọi cách để đồng hóa dân việt và sĩ nhiếp là cái tên đầu tiên mở màn cho cái, cái phong trào đồng hóa đó và các sử gia việt nam đã nhắm mắt đã viết lại theo cách viết của tàu trong khi đó cái cuốn cẩm năng dịch thuật của tôi tôi có viết về sĩ nhiếp trong đó phần sau phần về dịch thuật phần, yeah. cái phần về bài tập dịch tôi có nói viết về sĩ nhiếp việt nam theo đại học hawaii á, của ông tiến sĩ uh, Solomon thì ông nói Việt Nam là cái nôi của nền nông nghiệp của toàn thế giới ít nhất trên 7.200 năm nay rồi. Việt Nam, Việt Nam. Wow. Thì cớ làm sao mà sĩ nhiếp lại là, là đem qua dạy cho dân chúng cài cấy, nói chuyện bố láo của léo, vô lý về mình được. Rồi sau đây Minh Thành Tổ qua ra lệnh như là xóa tất cả những cái gì có vết tích của văn hóa Việt Nam, xóa hết. Vì vậy cho nên cái âm mưu mà thông tính nước Việt của mình nó bất bất biến nó luôn luôn nó giữ luôn luôn nó nó, 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 nó âm thầm tìm mọi cách để thì nó lợi dụng cái chính quyền hiện nay để nó làm chuyện đó à, nhưng mà rất may là người Việt mình không ngoan hơn nhiều lắm có một vài cái danh từ mà sao muốn đề cập đến à, một vài cái thôi thì chúng ta sẽ nói qua cái lĩnh vực khác chẳng hạn như là những cái danh từ phổ biến như là hoành tráng nhiều khi bị lạm dụng xài rất là nhiều lần tuyệt vời quá ồ chỗ này nó hoành tráng quá đi đến đâu cũng hoành tráng quá vậy thì theo thầy thì cái từ đó nó, nó ý nghĩa như thế nào và sử dụng có đúng không hoành là bề ngang ừ. tráng là bề sâu cái chữ hoành tráng đó tôi nhớ có một vài vùng ở trong miền nam trước năm bảy mươi đã có dùng nói về cái sân khấu cải lương sân khấu cải lương mà anh làm rộng sâu để mọi diễn viên ra diễn kịch cưỡi ngựa làm này kia làm một cách thoải mái thì cái đó là hoàn tráng. tức là anh rộng về về sau và anh rộng về bề ngang. anh thấy không? vì vậy cho nên nó có những cái chữ nó dùng sai thôi. nó dùng rất là sai, nó áp dụng không đúng. ví mình như có nhiều chữ, ví dụ như cái cái sân khấu hoàn tráng thì ok. nhưng mà bữa ăn thì ngon chứ không thể hoàn tráng được. ngôi nhà thì nguy nga, tráng lệ chứ không thể hoàn tráng được. tại sao ngôi nhà không hoàn tráng được? hoàn tráng được, có vì ngôi nhà của anh có chiều cao có chiều cao chiều rộng chiều ngang và rồi nó có phòng có này kia nó có hình dáng này kia, chứ đâu phải có cái mặt phẳng mà giống như cái sân khấu đâu à. vì vậy cho nên những cái chữ nào mình dùng với con mắt của một người mà nghiên cứu về nghĩa học tôi gọi là over generalization tức là nó tổng quát dịch theo cái nghĩa mà gọi là bình thường tổng quát hóa quá đáng nhưng theo cái nghĩa bình thường tức là nó dùng sai chữ vậy là khi mà một người mà bước vào một cái buổi tiệc mà hoa hoè rồi đồ ăn thức uống nhìn rất là ngon nhìn đẹp mắt thì phải dùng cái từ như thế nào thưa thầy? Tại vì cháu thấy là nhiều người vô một cái bữa tiệc nha chứ không phải là một cái nhà là sân khấu mà người ta cũng nói wow đây là một cái bữa tiệc thật là hoành tráng không đúng không, không không đúng Nếu hay. mà nếu là nếu nếu mà là mà vô mà vô về bữa cái món ăn thì anh dùng một chữ gì? Ngon à, ngon rồi còn gì là đẹp cao mắt. lương mỹ vị không à. những cái những cái đồ ăn đều là cao lương mỹ vị chứ không có dùng hoành tráng được hoàn tráng làm cái gì mà hoành tráng đâu Hoàng có tô mắt, to mắt được không à, mỹ lệ à, mỹ lệ à, hoặc là ví dụ như là có những cái chữ anh có thể sử dụng một cách một bữa tiệc một bữa tiệc rất là sang trọng sang trọng nó mỹ lệ và ngon chứ còn ví dụ như hồi xưa có ông vua ông, ông đại tiệc cho các sứ thần nữa ông cũng có nhiều cái món ăn rất là rất là, nhiều món ông soạn ra cái nếu đâu có hoành tráng nữa không nói được thành cái chữ phải dùng cho nó đúng thành tôi xin thưa với quý vị chữ nào thì theo chữ nấy. vậy mà cái chữ này nó được hình như là làm dụng hơi nhiều á. chữ nào cũng làm dụng phải đấy. chữ gì cộng yeah. thì bây giờ cái gì cũng làm dụng phải đấy chứ không có không. <laughs> mà tại sao không ai nói gì hết thầy? bởi vì nó thật nó anh á nên trở lại anh ấy, cái tâm tình của anh tôi tâm tình cho anh biết yeah. người Việt Nam mình á có nhiều cái đi, cái tánh mà lại nói ra thì quý vị có phải giận quý vị giận tôi chứ? Thứ nhất đó, là mình cứ nghĩ là mình giỏi tiếng Việt bằng chứng là khi tôi đi dạy, tôi dạy ở UCI có mấy cái cô nữa cô nói thầy ơi, con xin bố mẹ lắm mới được đi học cái lớp này đó. Bởi bố mẹ nói rồi mày muốn học tiếng Việt tao dạy cho mày. Thì tôi mới hỏi người, hỏi cái cô ấy lại, cô về cô tìm hiểu coi, có một người Mỹ nào dám nói với con rằng mày muốn học tiếng Anh tao dạy mày không? Không bao giờ. Never không bao giờ, không ừ. bao giờ có một người Mỹ nào dám nói với con, if you want to study English, let me teach you. Mình muốn học tiếng Anh, ta sẽ dạy mày. Có không? Nhưng mình rất nhiều người Việt Nam nói câu đó với con mình, không cần biết trình độ mình tới đâu. Đó, <laughs> oh, vì vậy cho nên tôi rất lên là làm buồn, tôi lên là làm buồn là tại sao người Việt Nam là dám nói câu đó, phải không? Vì sao? Vì thưa quý vị, cấp học đó nó có ba cấp thôi, chứ đơn giản lắm. What, how and why cái bậc tiểu học của anh là what cái này con kêu là cái gì cái bạn lên đến cấp trung học tại nó how how do I say it? how do I express thì con nói làm sao thì nó đúng ý lên đến cấp đại học nó mới why thế tại sao người ta nói như vậy có nghĩa là nói theo tiếng việt là cái gì như thế nào và cuối cùng là tại sao tại sao đó à. thì ở cái cấp đầu tiên á đa số người việt nam mình á, thì chỉ có cái một cái hai thôi chứ cái thứ ba chưa có uhm. rất uhm. ít rất ít rất ít đã khái và cũng giống như thế tôi tôi hỏi chứ tôi hỏi anh giải anh giải nghĩa tôi thì chữ khoa như hồi nãy tôi nói chữ khoa có nghĩa là chi nó thân nghe con không ai giải thích được hết nhưng mà với cái cách viết của người việt mình ngày xưa theo cái chữ khoa đẩu mà tôi lượm lạc được một ít đó, thì rõ ràng là người ta nó bắt chước cái chữ khoa bằng cách viết chữ hòa với chữ đẩu ý muốn nói là sao một công đất làm ra bao nhiêu lượng lúa trong mỗi mùa cái khái niệm đó và dạ, tạo chúng ta một cái khoa học là một nền học thuật dựa trên đo lường và tiêu chuẩn hóa ừ. anh thấy không thành yeah. ra những cái gì mà liên quan đến khoa học anh đều phải có cái tiêu chuẩn hết và là anh có những cái đơn vị anh áp dụng về kỹ thuật để có đơn vị hết yeah. không có một cái gì mà không đơn vị và người người nhân loại cũng có một cái thói quen đặt tên cho tất cả những cái gì mà người ta nhìn thấy và người ta nghĩ ra anh đồng ý không nè vì vậy cho nên tôi hỏi họ danh từ là gì nó danh từ đối với tôi là tên gọi của bất cứ một cái hiện hữu nào đại khái vậy vì thế vậy, nên mình phải nắm tại sao thì mình mới giải thích được các cái hiện tượng và trong tiếng việt tất cả đều có những cái cách để giải thích cái hiện tượng ví dụ như chữ y chẳng hạn vậy anh dành sao anh giải thích sao y là gì y, y học, là, à? y, học à. y là chữa bệnh hay sao thì giống như y tế chữa bệnh hoặc là y chang như vậy Hả? Cái đúng không nói, nếu mà anh dựa trên chữ nghĩa thì anh phải nói là ừ. rằng tận dụng kiến thức để triệt hạ mầm lên men gây bệnh theo nghĩa xưa của nó vậy wow. tận dụng kiến thức để triệt hạ mầm lên men gây bệnh ta thấy những mầm lên men hồi xưa người ta không có kính hiển vi người ta chưa thấy được cái cái vi trùng nhưng người ta biết cái mầm muốn gây bệnh là ở đó nhưng mà có nhiều ý kiến thưa thầy có nhiều ý kiến cũng cho rằng là cái cái ngôn ngữ đó nó phải tiến bộ theo thời đại theo thời gian Vậy thì thời nay cái mỗi thời nó mỗi khác nó đều uh, tiến bộ cũng giống như con người mình thôi vậy thì cái đó là có gì là sai nhưng nhưng mà trước khi mà thầy trả lời câu đó còn ba từ nữa là sao anh muốn hỏi thầm ý kiến của thầy thứ nhất là cái từ đăng ký Sẵn so, thấy rất là nhiều người ở trong nước dùng cái từ này Và ra bên này khi mà dùng từ này thì có rất là nhiều cô chú bác sữa Cái ý nghĩa đăng ký nó không được dùng như vậy Phải dùng là ghi danh Vậy thì như thế nào mới là đúng thưa thầy Thưa uh, anh Sơn và thưa quý vị Đăng là gì Đăng quang Đăng trước nhất là cái đèn à. Đăng có nghĩa là đưa lên cho mọi người nhìn thấy Giống như cái đèn hải đăng đó Hải đăng à. Cho người ở xa người ta dọn thấy tàu bè nhìn thấy mà đăng cũng giống như môn đương hồ đối thành ra môn đăng hồ đối đó môn đương hồ đối thành ra môn đăng hồ đối thì đăng tức là đưa lên cho người ta thấy là cái nghĩa chính như của nó ký là ghi vô hồ sơ anh làm gì thì anh cần phải cái anh cần phần đăng ký có hai trường hợp anh cần phải đăng ký thứ nhất môn bài anh muốn mở cái phòng này ra anh nha anh lấy cái tên này chẳng hạn vậy hoặc là cái tên Sony chẳng hạn vậy cái tên gì đó không biết nhưng mà người khác cũng lấy cái tên y như của anh về là anh kiện người ta. Vì sao vậy? Vì anh phải đăng ký cái này ở trong cái sổ bộ của chính phủ. Vậy là thầy đang nói về cái vấn đề pháp lý đó. nào về pháp lý. Ok. Tức là báo cho người ta biết bởi vì theo cái luật về về về, về bản quyền á. Tức là tôi muốn đưa cái này ra ừ. cho chính tôi thì tôi phải nộp cho cái chỗ mà ghi danh để đó. mà cho cái bản quyền đó. Giống như đăng ký business, đăng ký nhà, đăng ký xe đó. Đó đó thì dùng được dùng à. cái đó nên gì tại sao người ta phải dùng cái đó là vì để coi thì có ai phản đối về cái tên này không bởi vì trước đó có người rồi thành ra không có người phản đối cái ông cái ông mà phụ, phụ trách này, ông nói 6 tháng trước đây anh nạp cho tôi cái đây anh xin cái này thì không có ai kiện không có túng không có cả thì anh có được quyền lấy cái này và từ nay về sau anh không ai được quyền lấy cái này của anh để mà làm gì hết cái đó là đăng ký rất đúng trường hợp thứ hai đăng ký là hôn nhân đăng ký hôn nhân đúng không có gì, gì sai hết. Vì sao? Ừ. Tôi muốn cưới cái cô đó, thì tôi phải tới xã. hồi xưa ở xã thường, nó cho tôi cưới cái nữa Xã nó bắt đầu nó đưa lên cái bảng, ừ. ông A sẽ cưới bà B để cho nó coi thì có ai kiện tụng không. Nó lỡ có bà chứ nó, đấy ông này ông hứa ông cưới tôi bây giờ ông bỏ tôi rồi ông lấy cái bà này hả, đi, đi, Không được. Cái ông phụ trách về hồ tịch ông nói này 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 anh nói, anh xin cưới cái bà này sao bà kia bà tới bữa kiện anh sao vậy? giờ không có ai kiện hết cả thì bây giờ nó ok rồi hai người cũng muốn làm chi làm đám cưới lúc muộn được hẹn miễn là đám cưới là được rồi bây giờ anh ghi danh đi học thì anh muốn cho cả thế gian này biết anh đi danh đi học à tôi đâu có muốn ai biết tôi đi học đâu những cái việc gì thuộc về cá nhân thuộc về riêng lẻ không dùng chữ đăng ký được gì những có liên quan đến public Đến công chúng đến cái mình, mọi người để luật biết pháp đó này kia luật pháp rồi á thì cái mới được đăng ký được đăng ký môn mã Thánh á họ không hiểu cái nghĩa đó thì họ mới dùng bày bạ có nghĩa ừ. là nó nó không sai nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh đúng ừ. cái chữ đăng ký chỉ dùng vào trường hợp nào mà thôi chứ không phải là anh dùng tốt tuột tuột anh dùng tất cả cái gì anh cũng dùng được cái giống như thế anh đi tới anh họp phụ huynh học sinh anh cũng không thể ghi danh được anh phải ghi tên dự họp sau buổi họp là thôi chứ đâu có còn ai liên lạc với anh nữa đâu. Nhưng mà nhà trường thì phải ghi danh. Thành ra hồi xưa người có, họ, họ phân bệnh rất rõ. Ví dụ như ở DMV thì là đăng bộ. Nhưng mà tàu bè thì là đăng kiểm. Chẳng phải đăng bộ. Wow. Tại sao gọi là đăng kiểm? Bởi vì anh có thể mua cái chiếc tàu ở ở Pháp. Mà anh về anh đăng kiểm với với bên Mã Lai. Yeah. Rồi anh mang cờ Mã Lai rồi anh nói về cái góc của tôi tôi về tôi về tôi không không đi nữa tôi đậu ở mà Lai chẳng hạn vậy thì cái đó là để cho cả cái cái khu vực về hàng hải người ta biết là anh đang đậu ở đâu và tất cả cái đó gọi là đăng kiểm bây giờ thì họ dùng đăng ký cho everything bởi vì họ không biết <laughs> họ, họ không biết cái họ không biết mấy bình cái thường thì cho nó thấy là tiếng việt nó đa dạng rồi mà bây giờ nghe thầy cắt nghĩa thì cho lại càng thấy yêu mến tiếng việt hơn nữa yeah. Nó là đa dạng luôn thành mấy người Mỹ mà họ học với tiếng Việt với tôi á nhức đầu lắm lúc đó. đầu <laughs> lúc đầu họ nhức đầu lắm sao họ khoái lắm có cái ông Rone nó ông có người vợ Việt Nam ông đi học tiếng Việt tôi nói về cái chuyện mà bà con trong gia đình á. cô gì chú bác cậu mở thí miệng nó nó trời sao mình nhức đầu khổ vậy nhưng mà qua qua mấy tháng sau con mới gần cuối khóa rồi ông tới ông cười với tôi ông nói tao thích cái mấy cái chữ đó bà con tới dự ra cái bà ông bắt đầu ông nói cô gì dường mấy người ngạc nhiên, Ô, sao không biết nó hai hay quá đó? Nó ta đi học tiếng Việt mà, <cười> không <cười> làm nó Lúc đầu thì thấy khó chịu, nhưng mà sao thấy rất là dễ phân biệt cái cái gì với cái gì đó. Vì vậy cho nên cuộc đời người ta cái gì mà lúc đầu dễ, tại sao nó khó? Mà cái gì nó khó lúc đầu, rồi khó là sao nó dễ? Giống như ngôn ngữ trên thế giới hầu hết trên thế giới này ừ. tiếng Anh đi và tiếng tiếng Hoa đi, you and me, ngộ với này ở tiếng việt mình rất là nhiều cách xưng hô như yeah, vậy, yeah. cái đó là cái đó là vì vì cái tiếng việt của mình nó mang tính chất gia đình, yeah. tiếng anh nó mang tính chất xã hội. thành ra tôi tôi mới nói là tiếng việt hóa, tiếng việt là fami, family, the society, mà English là socialized the fam, family, hmm. gia đình hóa xã hội còn cái điều xã hội hóa gia đình, cũng giống như ngày tết vậy. anh thấy ngày tết rất quan trọng không? nhưng mà nó mang tính chất gia đình hoàn toàn có nhớ đến hoàn toàn anh phải đưa ông bà đưa ông táo rồi ông đi, đi thăm bà con rồi rồi biếu xén rồi làm tất cả các thứ rồi là đi chập mã chập đồ để, để sửa sang mồ mã trước khi ăn Tết rồi tất cả thứ. Nói nhưng mà đó là những cái khí cạnh tốt. Còn những cái khí cạnh mà nó không tốt cho lắm đó, thì đôi khi có nhiều người cảm thấy nó rất là phức tạp cho thầy. Tại vì bây giờ cứ phải hỏi tuổi người khác. Bây giờ tôi biết anh là ai mà tôi xưng là anh hay là chị hay là em tôi. Nó, nó nó phức tạp là chỗ đó là mình phải mình phải hỏi tuổi tác bao lớn, còn không, tiếng không, Anh không, thì cái không, nó, thôi nó, nó nó là tại anh nghĩ à. ra chứ tôi á ở dù người trong gia đình á thì mình biết nhau hết rồi thì mình không hỏi gì đúng không theo vai vế trong gia đình thôi ví dụ à. cái người đó trẻ tuổi hơn tôi nhưng mà vai của họ hay lớn thì tôi phải gọi anh còn người ngoài cô với chú với bác mình thấy ông có râu chút xíu mình kêu ông bác mà ông ông, ông trẻ trẻ nhóm mình kêu anh mình cứ mình cứ theo cái cái bình thường như cái tiếp xúc hàng ngày thôi. trừ khi họ mới nói, họ nói bây giờ tao là bạn của cha mày á. Ừ. Từ khi họ thấy khó chịu, đó đó, à. tao là bạn của cha mày á thì mày kêu tao một chú Chứ mày kêu tao một anh không được. Thì cái đó là à. cái họ sẽ cho mình biết cái đó chứ mình không cần phải hỏi Nó nói, xin lỗi chú năm nay mấy tuổi Để con kêu một chú này cái đó, <cười> <cười> cái đó là không được. Không 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 phải là cách nói của cách sinh hoạt của người Việt. Yeah à, sao nói cái đó nó cũng hơi lăn tăng một chút xíu trong yeah. trong cái vấn đề mà giao thiệp đó yeah. nhưng mà thầy thầy nói cái, cái chi tiết nó rất là chính xác tại vì tiếng việt mình là chủ yếu là dùng cho gia đình một cái sự gần gũi giống như xưng hô anh em chị nó rất là nghe nó rất là gần gũi còn you and me nó rất là xa lạ dạ đúng rồi trong gia đình cũng you and me không cũng, cũng được, trong khi mình ra ngoài uhm. cái ông nó đâu có quen biết về mình chào bác chào anh uhm. chào chị thì là cũng đâu phải là, là người quan người người thân đâu nhưng mà đúng mình rồi. kêu như vậy và người ta cũng thấy thoải mái người ta trả lời cho mình chứ đúng tạo đúng. một cái sự thân thiết với là trân trọng hả thầy đúng rồi à dạ. Dạ. rồi còn một cái từ nữa đảm bảo lúc mà ở bên Việt Nam á thì son nghe dùng cái từ này rất là nhiều mà qua bên này thì son là nghe người ta nói là bảo đảm chứ không phải là đảm bảo và đôi khi mình bị mix up đó mình bị lộn giữa hai từ mà mình biết là nói cách nào thì mình cũng hiểu thôi nhưng mà thế nào mới là đúng thế, thầy À, thưa anh, người Việt Nam mình á, thì bảo đảm. Tiếng Tàu là tan bảo, là đảm bảo. Tiếng Tàu là đảm bảo. Ừ, tiếng Tàu là đảm bảo. Và cái cách phát âm của Mandarin là tan bảo. Tôi có viết một cái bài bảo đảm hay đảm bảo. Cũng giống như chỉ là khai triển hay triển khai. Thì chúng ta phải hiểu theo cái ý của người Việt. Người Việt mình theo cái lý tự nhiên. Bảo là chi, đảm là chi, khai là chi, triển là chi. Thì theo lý tự nhiên của mình là anh biết rồi Có hoa rồi mới có quả Già cả Theo lý tự nhiên Anh thấy không Vì vậy cho nên Khi mà mình nói đến cái đó Thì mình nói về Bảo là cái gì Bảo là giữ Đảm là chi Cái trách nhiệm Mình phải bảo toàn Mình phải làm phải, đáng, phải nhận Mình giữ cái đồ gì của ta Mình phải có trách nhiệm bảo toàn nó hay bảo hay làm sao cho nó được bảo vệ nó không bị hư hao không bị mất mát vậy chứ với cái cách nói của mình là bảo đảm cho mình không nói chứ cũng giống như người tàu họ nói chứ ủi an nhưng mình không nói an ủi ừ. mình thì an ủi nó là ủi an tàu nó triển khai Việt Nam mình nói khai triển thì tất cả những cái này nó phản ánh cái gì thưa anh phản ánh cái nền văn hóa nông nghiệp trước hết khai triển một cái hạt lúa mà anh muốn giữ cho nó lâu thì anh phải phơi, phơi ba bốn nắng rồi anh cất ở trên, trên rầm rầm thượng anh có thể giữ được 3 bốn năm không bị mốc không bị hư nhưng mà anh muốn cho nó nảy mầm ấy, thì anh phải ngâm vô nước ngâm vô nước thì cái vỏ của nó khai là nó mở ra, ra. rồi cái kernel tức là cái mầm ở trong nó, nó lớn lên là, là triển anh thấy không nó theo cái lý tự nhiên và và với con mắt của tôi tôi nhìn cái nguồn của Việt Nam phản ảnh một cái nền văn hóa nông nghiệp rất là sâu sắc rất là đậm đà rất là chi đó là khoa học có một cái từ nữa là hệ quả giống như là liên hệ với đó tôi thấy bây giờ họ dùng cái chữ hệ rất là nhiều thay vì hậu quả thì dùng <laughs> hệ quả là như <laughs> thế nào thưa anh giờ phải phải sửa như thế này phải đi từ cái nào nguyên nhân cái cause rồi đến cái kết quả là result. Cái kết quả đó nó tạo ra một cái hậu quả. Rồi từ cái hậu quả nó ra cái hệ quả. Rồi từ cái hệ quả nó ra cái hệ lụy. bây giờ đây này. Anh lái xe ẩu phải không? Ừ. Kết quả tông cái rầm. Đó là cái result. Kết quả của việc lái xe ẩu của anh là bị tai nạn. Chứ mình không nói hậu quả ngay lập tức được. No, làm sao hậu quả được. Cái hậu quả của cái tai nạn nó là gì? Anh mất chiếc xe. Bảo ừ, hiểm rồi. tăng đúng không? đó là cái hậu quả của nó và cái hệ quả nó là gì? hệ quả của nó là anh phải đi vay tiền, anh đi mượn tiền, anh mua cái xe khác có nghĩa là từ đó mà sinh sôi ra những đúng cái Đúng rồi, cái, cái, cái thì là, rồi cái tiếng anh không vậy đó à. cái result rồi cái consequence right đúng không? cái consequence là cái hậu quả của nó chứ không phải là cái result yeah. và từ từ cái, re, từ cái consequence nó ra một cái hệ quả tới cái related fact hay là cái gì đó yeah. à, thành nên mình phải đọc mình phải hiểu được cái 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 chuỗi những sự kiện nó xảy ra như hay vậy quá. nó ra được cái đó Chứ nên không tự nhiên tự nhiên cái uh, hệ quả rồi hậu quả rồi phải có kết quả cái đó chứ về kết quả rồi mới đến hậu quả kết quả hậu quả rồi, quả. quả rồi mới hệ quả rồi mới đi hệ lụy <laughs> hay <Đại quá>. cả. <laughs> cái này thì son nghe một lần son nhớ rồi nhưng mà son biết là bây giờ mà các bạn trẻ mà nghe thì chắc um, cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. tại vì bây giờ tự nhiên cái mình phải học bốn từ liên tục như vậy. mình phải hiểu một cái chuỗi nó xảy ra. Dạ à, nhá. tiếng anh, tiếng việt của mình nó già hơn tiếng anh cái chỗ. ví dụ như anh thấy này, mình nói là hôm nay là ngày hôm nay phải không? ngày mai, ngày mốt, ngày kia. thì mình tới 3 ngày là tiếng anh nó chỉ có today, tomorrow, day after tomorrow hết. còn người tiếng việt mình này, hôm nay, hôm qua, hôm kia, hôm kia, hôm kia, đúng không? nó <laughs> đại cái vậy, à, thành ra thành ra có những cái chúng ta cần phải cần phải, 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 phải theo dõi và biết yeah. cái, cái mấu chốt những cái sự cái, còn hợp, cái, liệu, cái, 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 cái từ hệ quả với hậu quả lúc nãy thì các nghĩa thì bây giờ sao mới hiểu ra được một cái ý nghĩa mới có nghĩa là từ trước đến giờ đó Xong biết là dùng cái từ hậu quả rồi nhưng mà xanh chỉ nghĩ là hậu quả là dùng cho những cái tình huống xấu nó xảy ra thì mới gọi là hậu quả còn kết quả là dành cho những cái sự kiện tốt vậy là sai, vậy là mình có thể dùng kết quả cho cái tai nạn luôn cũng được kết quả là cái gì mà là mà nó do cái nguyên nhân rồi nó diễn biến của nó rồi cuối cùng nó chấm dứt thì cái đó trực tiếp nó là kết quả xấu hay tốt cũng dùng xấu rồi. hay tốt không quan trọng quan trọng là cái cái sự chấm dứt của cái diễn biến đó nó chấm dứt như thế nào, yeah. đó hoặc là ví dụ như tôi 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 đưa cái tốt này bây giờ tôi bỏ học tôi bỏ 5 năm rồi tôi đi học mỗi ngày tôi ngủ có 2 tiếng đồng hồ, tôi phải học đủ loại. hồi đó nó chưa có online mà tôi có tôi học TV course này, tôi học correspondence course tôi học weekend college này, thứ sáu và nguyên ngày thứ bảy là, mà 4 tuần như vậy là hết lớp. với cái kết quả 4 năm mà tôi đi học vậy, tôi đâu có cái bằng để tôi đi dạy, tôi phải thi để lấy cái teaching credential, à, tôi có bằng để dạy. đó là cái kết quả của bốn, của năm năm tôi bỏ bỏ công để sát và cái hậu quả của cái kết quả đó là gì tôi kiếm được nhiều việc làm và cái hệ quả của cái việc đó là gì tôi có tiền tôi mua nhà tôi cho con ăn học tôi có xe mới tôi đi nó đâu có tốt nó đâu có xấu gì đâu tùy theo cái sự việc nó diễn biến ra trên nhưng mà người ta thường hay có cái thành kiến cũng giống như chữ dâm dục chữ dâm là gì dâm là quá sức quá độ dục là ham muốn cái nghĩa chính của hắn là dâm dục là sự ham muốn quá độ Bây giờ ai cũng dùng cái chữ dâm dục về vấn đề về trai gái hết. Anh thấy không? Bởi vì người ta làm dùng một cách một cách rất, rất là quá sức rồi cuối cùng biến thành một cái chữ đó. Giống như, như một chữ xấu vậy sao đó. cái chữ xấu đó. Thật ra, thật, ra lúc đầu nó không xấu. Thành ra mình đi nghiên cứu cái nghĩa rồi mình biết ra rồi sao mình có cái ứng dụng như thế nào và mình nên tránh à không nên tránh rồi thôi. Vậy là hậu quả vẫn dùng cho những cái chuyện mà không hẳn là xấu. Không hẳn ra nhưng mà thành quả thì chắc chắn là tốt rồi đúng rồi thành quả là tốt Bởi vì à. cái này mình nói là à, vì là có sự thành công ở trong đó nói chung là nãy giờ son nghe son học được rất là nhiều từ thầy và cái ý chính trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là những cái từ ngữ mà Việt Nam ở trong nước họ dùng nhiều như bây giờ đó là một cái âm mưu của tàu cộng hay sao đúng thầy? đúng đúng họ cố tình biến tiếng Việt của mình theo hẳn cái kiểu mà họ dùng bên 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 tàu theo cái nghĩa của tàu trước ừ. sau đó nó chỉ thay đổi cái cách phát âm là thôi là đủ rồi. Cũng giống như bảo đảm tự nhiên bây giờ thành đảm bảo. Y chang như cái kiểu mà người tàu họ dùng Đúng vậy. Ừ. Vậy thì bây giờ nếu mà biết cái nguy cơ nó như vậy thì theo thầy phải làm như thế nào mới giữ được duy trì được và bảo tồn được cái văn hóa cũng như là cái ngôn ngữ gốc của người Việt mình từ xưa đến nay thưa thầy. Thì chúng tôi trong cái hội đồng quản trị của liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại hồi xưa nó cách đây hai năm thì nó là ban đại diện các trung tâm Việt ngữ và cái khu này đã từng là cái chỗ cái chỗ văn phòng của chúng tôi à, rồi sau này giờ đi chỗ này chỗ kia đó thì bây giờ nó phát triển thành ra liên hiệp và hàng năm tôi có những cái khóa huấn luyện rồi đồng thời chúng tôi cũng có những phát triển những cái chương trình song ngữ ở tại các trường các học khu vì vậy cho nên cái vấn đề mà gọi là duy trì tiếng việt thì không có sợ không có sợ ngay cả cao state fullerton cái nacal nó cũng cũng có những người phụ trách về chương trình phát triển tiếng việt và ờ, cũng theo cái chương trình là tiếng việt thuần túy của mình và thưa quý vị có một điều rất là vui ý. là nếu quý vị à, uh, qua quebec canada quý vị thấy cái tiếng quebec tiếng pháp của quebec là tiếng pháp thuần túy tiếng pháp của paris bây giờ là tiếng pháp tạm nhập Ơ, ngộ vậy dạ thứ nhất cái thứ hai nữa có một cái uh, trường hợp thời gian nữa thì cái tiếng Việt của mình nó mình sẽ duy trì cái tiếng Việt thuần túy ở Việt Nam nó biến thành một cái tiếng Việt tạp nhạp y như Pháp vậy ở hải ngoại là là tiếng Việt thuần túy Đúng. ở trong nước là tiếng, tiếng Việt là thì... tạp nhạp oh, bởi thôi. vì cái văn hóa nó là văn hóa gì văn hóa vì nô lệ mình hôm này mình duy trì thì khoảng chừng 100 năm sau sao quý vị thấy hai cái cái tiếng Việt nói chuyện khác nhau rồi nhưng mà ở Pháp thì tại sao thầy lại nói như vậy? chẳng lẽ là có nhiều người nhập cư vào Pháp cho nên là nó vô nhập cư Pháp rồi hòa thay đổi thay đổi nhiều thứ à. lắm nên cái tiếng cái tiếng gô loa của cái tiếng của cái của này nó, nó khác với bên đi, tiếng Paris cũng cũng khá nhiều đó cũng giống mm. như tiếng Anh thấy không? tiếng Anh với tiếng Mỹ bây giờ nó cũng thay đổi rồi bây giờ tôi tôi qua bên Anh mà tôi hỏi đi chơi Excuse me where is the restroom? chúng nó cười đầu tôi you rest in that room ma'am Tôi phải hỏi nó, where's the toilet hay là WC? Mm. Đúng không? Yeah. Hoặc là ví dụ như là tôi qua tôi hỏi, hey, where's the elevator? What? Không <laughs> thể nói, tôi, tôi phải giải thích cho you nó, know? oh, the lift. Lift. Lift, where's the lift? Nâng á. Nói restroom không chịu mà phải là, phải là phải là toilet hoặc là WC. À, đúng rồi. Ủa. Hoặc là tôi, tôi, tôi nói, uh, I drive a lorry. Mm. Chứ không phải I drive a truck ở Mỹ nó mới dùng truck ở bên Anh lên là lorry, ha. Đấy không? Ừ. Vì nên hai cái nó bắt đầu tách rồi nhưng mà cái đó không tách được. Nhưng mà nếu ví dụ mình mình duy trì cái tiếng Việt của mình ở đây thì mình phải vẫn hơi tự hào là tiếng Việt truyền thống. Anh Thành, cái chuyện mà cái ngôn ngữ nó thay đổi thì đồng ý rồi. Nhưng mà thay đổi theo chiều tốt đó, thì mình không nói chi mà chiều xấu là không nên. Chiều xấu là gì? Chiều xấu là có nhiều cái cái để mình dùng Thứ nhất, bên Việt Nam bây giờ nó dùng những cái chữ rất là khủng khiếp. Ví dụ như đắng lòng, cái sự việc nó xảy ra rất đắng lòng. Đắng lòng là cái gì? Không, không hiểu được. Đắng lòng cái gì là sai và nếu mà sai thì phải sửa như thế nào? Theo anh, đó, đắng lòng là gì? Giống như là nó cay đắng lắm, khổ sở lắm. Mình cảm thấy, theo Son hiểu thôi nha, tại vì Son rời khỏi Việt Nam lúc 12 tuổi. Tiếng Việt của Son cũng giới hạn thôi. À, nhưng mà đối với những đứa mà trang lưới với mình thì mình cũng là thuộc loại khá đó thì theo son hiểu đắng lòng có nghĩa là mình nhìn một cái sự việc gì đó mình cảm thấy ừ. tội nghiệp cho người ta mình cảm okay, thấy rất thì là thì được đau khổ trong lòng à, à. Được, được nhưng mà bây giờ nó nó không những đó đắng lòng nữa, nó còn đốn tim nữa đốn tim đốn tim <laughs> vì vậy cho nên nó dùng sai chứ không phải là cái chữ thì có thể dùng được à. nhưng mà cái trường hợp áp dụng á sai hoàn cảnh nó sai hoàn cảnh nên cũng giống như thế tôi 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 nói tiếng Anh nữa tôi nói này. Parents do not teach their children, but teacher chỉ có teacher thôi, at school thôi. Mà, mà muốn dạy con ở trong gia đình thì phải inculcate, inculcate nó khác với cái teacher là chỉ là mình dạy đi dạy lại cả trăm lần. Hey đưa cái gì cho con cháu nó, nói này, cảm ơn bà đi, cảm ơn bà đi. Nó phải có một lần đâu. Giáo viên thì họ chỉ dạy một hai lần, cùng cuối cùng có thể là qua tuần sau, tháng sau họ ôn lại một lần nữa là rồi. Trong khi cái chữ mình dạy cho con cháu mình nói là ngày nay qua tháng nọ không thể dùng chữ teach được mà dùng chữ inculcate. vì vậy, cho nên khi mình dùng chữ chúng cho chính xác là phải chọn cái chữ cho nó đúng vậy thì cái trường hợp mà đắng lòng theo thầy thì nó, nó sai chỗ nào và khi nào mới nên dùng đắng lòng với khi nào anh muốn nói cái chuyện là ví dụ như anh cay đắng anh à. đau khổ thì được nhưng mà ví dụ như một cái người đó họ làm cái việc gì đó mà anh đắng lòng là anh 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 sai tôi có rất nhiều cái thí dụ trong này nhưng mà có dịp tôi, tôi sẽ tôi sẽ email cho anh coi để anh anh, anh 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 có gì mình nhắc lại hoặc là sao đó mà tôi tôi thấy họ áp dụng sai hết là cái chỗ đó chứ không phải là tiếng Việt mình nó là là vậy đó nhưng mà cái chính là giống như chị đăng ký của anh đó. anh chỗ nào anh cũng đăng ký hết tốt là trật nghĩa là từ ngữ nó không sai nhưng mà tùy hoàn cảnh mình áp dụng như thế nào đúng cho nó đúng phù hợp chứ, đúng này chứ không không thể nào mà là yeah. mình mà có mài một lứa được mình phải dùng y một chữ mà trong mọi trường hợp được cũng giống như thế là hồi xưa nó có chữ xì trung anh có nhớ không hồi yeah. xưa xì trung nó ô sao mày xì trung quá vậy thôi vì đừng có xì trung nữa tao xì trung mày bây giờ xì trung xì á anh hiểu cái gì không hiểu gì không hết đó thành rồi. cái cái, cái đó là cái cần phải tránh dạ yeah. cần phải tránh chứ rất không phải là... ừ. cảm ơn thầy rất là nhiều hôm nay son học hỏi được nhiều quá nhiều từ quá và mai này chắc chắn là sẽ có những từ ngữ mà son phải son dùng cái từ thọ giáo có đúng không này dạ <laughs> không dám mà. sai không luôn tôi không... thọ giáo thì đúng rồi nhưng mà tôi không dám nhận cái đó yeah. <laughs> mong là tất cả quý vị và các bạn xem cái chương trình này có gì muốn đóng góp cho chương trình thì hãy gửi đến email người việt hải ngoại 2024 gmail.com uh, hoặc là lính miền gốc việt gmail.com uh, để chúng ta có thể uh, cùng nhau À, học hỏi cũng như là trao đổi và à, chia sẻ những cái kiến thức về tiếng Việt để giúp bảo tồn cái văn hóa Việt Nam của chúng ta ít ra là tại hải ngoại trước à, và à, sao cũng muốn giới thiệu luôn website của thầy à, Trần Ngọc Dung à, đó là www.tinhhoaVietNam.net là những tác phẩm cũng như là những à, bài viết rất là hay những cái bài học rất là hay mà thầy đã à, dành rất là nhiều thời gian để mà đưa lên cái website này để mà cho các bạn có thể học hỏi thêm và ở đây có nhiều cái cuốn sách Xong muốn thầy nói sơ qua về Thứ nhất là website của thầy và những cái cuốn sách này được không thầy? Dạ vâng ạ Nó là cũng cẩm năng dịch thuật Cẩm năng dịch thuật thì uh, tôi gom Cả thời gian của tôi đi dịch Từ 1964 đến giờ là tôi dịch uh, Khá nhiều tài liệu Cho chính phủ cũng giống như cho cá nhân của tôi Tôi dịch rất nhiều tiểu thuyết Những tiểu thuyết của uh, ở bên của Âu Châu cũng giống như ở đây họ có đây. Thì nên tôi gom cái này nó lấy cái kinh nghiệm dịch thuật nên mình biết thế nào là dịch thuật bởi vì dịch nó là rất là một cái nghệ thuật nên cho thành ngữ của nga nó có câu là dịch thuật khác như một cô gái nếu mà cô ấy dịch mà cô ấy đẹp á thì nó không cái bản tính không tốt mà cô ấy bản tính tốt thì cổ không đẹp cái tục ngữ nga nó vậy nhưng mà ngược lại tôi á thì tôi muốn dịch sao vừa hay và vừa đẹp và đồng thời nó không mất được cái ý nghĩa cái bản chất của cái, cái 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 Và với cái cái kinh nghiệm từ 1964 đến trừ của tôi là tôi có thể tôi có thể làm được điều đó. Hay à, quá. Là... Còn cuốn sách này thứ đây Cẩm nang ngữ pháp Việt Nam, Cẩm nang ngữ pháp Việt Nam là cũng đây đó. là cuốn một, tôi à. đang hoàn tất cuốn hai. cuốn này dạ. là cuốn từ pháp, tức là cách dùng chữ và cuốn uh, kế tiếp là cuốn cú pháp. Còn hai cái cuốn này uh, thì con uh, gái tôi nó vẽ Yeah. nó làm uh, cái cái vẽ những cái cái tranh ở trong nó thì Hay quá. Uh, thành ra uh, nó cả tiếng anh lẫn tiếng việt wow cái này rất là thích hợp cho những em mà uh, sinh trưởng ở đây yeah. à, tại vì nó vừa có tiếng anh vừa có tiếng việt luôn dạ yeah, đúng vậy giống như là tiếng việt lớp mẫu giáo lớp 1 vậy hả thầy dạ yeah, đúng vậy đâu à. cái này chắc phải là lớp 2, lớp 3 chứ Tại vì có nguyên bài thơ trong này nè. Dạ. À, ngày đông vào tìm phở, treo áo choàng lên giá, tìm chỗ gần cửa sổ, gọi phở nhiều rau giá, chúng ta cùng đi ăn, giá rẻ mà lại ngon. chữ à, chữ chữ đồng nghĩa với chữ hai đó. Dạ, rất là rất là hay luôn. Công nhận đây là những cái uh, tác phẩm của thầy thầy dành bao nhiêu thời gian mới uh, Dạ thì, thì uh, quyển nó khoảng chừng cũng như cũng cũng cảm uh, năng ngữ pháp tiếng Anh này là dạ. tôi mất 6 năm sáu 6 năm. Wow. sáu yeah, năm với kinh nghiệm tôi đi dạy ở Việt Nam, rồi tôi yeah. dạy ở đây là, là mất uh, còn với mấy cuốn này khoảng 2 năm. Rất là nhiều ở đây có rất là nhiều sách của thầy. Yeah. Thêm vào đây nữa. Wow. Vietnamese for busy people. Cái cuốn này thì oh, dùng yeah. tại các trường đại học. Tôi yeah. dạy ở Line, Santa Santana là tôi dùng cuốn sách này cho các lớp như Việt 180, 2101 rồi cho các thứ. Đây là dành cho, cho các em học đại, đại học quốc. đó cho người à. ngoài quốc. Oh, quốc người ngoài quốc họ học yeah. cái này họ khoái lắm wow rất là hay để để cho quý vị có thể coi được cái kho tàng sách mà thầy viết còn cái này là cũng giới thiệu ngôn ngữ văn chương Việt Nam văn thì chương. đi sâu vòng chút xíu tức là học xong hai cái cuốn này vietnamese people này thì có thể lên học cuốn đó yeah rất là hay cuốn này cuốn là... này cũng bài tập cho cuốn văn văn yeah. phạm thầy có cái cuốn nào mà ca dao tục ngữ Việt Nam không thầy đang viết À, thầy đang viết. còn cái này là thành ngữ thành ngữ thành ngữ có khác gì với lại ca dao tục ngữ thưa thầy khác thành ngữ là idiom à. hay là idiomatic expressions à. Để ví dụ như tôi nói một cái câu ví dụ như nước mắt cá sấu crocodile tear bây à. giờ tôi đổi thành nước mắt cá kèo được không <laughs> không được <laughs> hay là nước mắt cá ba sa Đâu được phải không yeah. phải nói cái ý là sao tức à. là cái nước mắt giả dối À. mà vì sao mà là nước mắt cá sấu vì cái vị biết mà con cá sấu mà nó bắt được con cá nục hoặc là con cá gì mà nó ngon nó ăn á thì nó khoái chừng nào thì nước bắt chảy ra đầm đìa chừng đấy ô oh, vậy đó à, à vì vậy cho nên người ta người ta mới lấy cái nước mắt cá sấu để nói những cái chuyện sự khó, sự khóc giả dối của một cái người mà không thương à. chỉ cái người chết ra không thương chỉ cái người kia cả mà bạn cố gắng khóc cho nó thê thảm có nghĩa là nó sướng quá rồi nó khóc vậy đó đúng sướng thành ra <laughs> thành ra từ đó nó mới có nước mắt cá sấu chứ đâu có nước cá kèo nó đâu có ăn ăn ngon mà nó khóc đâu thành... <laughs> nhưng mà khi nó buồn nó khóc không thầy nó buồn nó không khóc nhưng mà nó vui nó khóc nó vui nó, à. nó khóc, nó khóc. vậy cho nên nó mới có nước mắt cá sấu là vì lý do đó thật là ngộ Ồ, oh, đây còn những cuốn sách gì lại à, Sự tích bánh chân bánh dày Đó, oh, sự tích dạ, cũng dành cho con nít đó Wow, dành cho con nít Hay quá Rất là nhiều sách do thầy viết Còn cuốn này là thành, thành ngữ tiếng Anh Dịch ra tiếng, tiếng, tiếng Việt Anh. luôn Thì cái này á là tôi đưa lên trên cái website của tôi Tên Hoa Việt Nam đó, Quý vị có thể download xuống Quý vị dùng tự do yeah. Khỏi tốn tiền Wow, hay yeah. quá! Tất cả những cái thành ngữ gọi là idiom của tiếng Anh mà thầy dịch ra tiếng Việt. Dạ, yeah, đúng rồi. Trời ơi, rất là hay. Ví dụ như là a bait and switch. À, Thế nào vậy thì yeah. mình phải dịch nó treo đầu heo, đầu, đầu đầu heo bán thịt, thịt chó, heo, hả? bán thịt chó đó. À, no, bait and switch đó, no, treo Ok. Ừ. À, có rất là nhiều cái thông dụng giống như là uh, bottom line, bottom ừ. line dịch ra tiếng Việt là gì thế ha? Quyết định tối hậu trước một vấn đề rất tế nhị. Những bạn nào mà đang học tiếng Anh mà muốn biết những cái thành ngữ mà mình sử dụng trong tiếng Anh thì tìm cái cuốn này. Dạ yeah, và phải oh. học để khi mình sử dụng mình nói cho nó vui chứ gì mình cứ ngồi mình nói theo cái kiểu ESL hoài thì chán lắm. Chán lắm. Yeah. Mình, phải, mình phải ví dụ như it, it, it rains a lot đâu có hay bằng it rains cats and dogs uh, đúng không? Yeah. Đúng. Nó đại khái vậy. He has to pay the piper. À. đúng không? trả giá đó, à. À. Đi, dieser, ngậm đắng nuốt cay đúng không? nó à. thành ra yeah. mình phải dùng, phải phải dùng cái idiom, Rất là cái cái nấc đầu đầu tiên đi vô cái khi mình có cái fluency, ừ. rồi sau đó mình thì cái đến cái, cái 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 tục ngữ, tục ngữ là cái proverbs, proverbs là nói lên có tính cách dài đời, xong cuối cùng mới đến ca dao và tôi thấy rất nhiều người họ cứ lẫn lộn tục ngữ với thành ngữ ca dao vô một tôi không tôi tách nó ra thành ngữ là riêng mà tục ngữ là riêng và ca dao riêng vậy tục ngữ khác với ca dao như thế nào thầy tục ngữ chỉ có một câu thôi mà đầy ý nghĩa. Câu thôi. một đầy câu một câu mà đầy ý nghĩa à, nó khác với lại cái thành ngữ khác ngữ ngữ thì incomplete à thành ngữ nó không có đầy đủ nếu vậy ví dụ như nó crocodile đâu đầy đủ à giống như nước mắt cá sấu đâu thầy ý anh, anh là này, gì Tại sao? Nói Ồ, sao à cái cái lối khóc của bà ta chỉ là nước mắt cá sấu. Thấy à. không? Yeah. She cries Phải thêm, she cries crocodile tears. She she, tự nhiên mà anh nói là crocodile tears nó không. Không. không được. Đó là cái idioms. Còn cái tục ngữ là ví dụ như cả một cái câu dài gì đó, cái câu nguyên của nó thì là do not cast giống như là công dirty. cha như núi thái sơn nghĩa mẹ à, như nước. Cái đó là ca dao rồi. Đó là ca dao. À, còn ừ. tục ngữ là một câu thôi ví dụ như nó do not cast water, dirty water on the fountain. Mm. Vậy thì đừng có gọi là ăn cháo đá bát. Mm. Đại khái vậy, đại khái vậy. Thì nó là tục thành cái tục ngữ là cái thành tiếng Anh là proverb, complete sentence with the, some ethic, ethical lessons. Còn cái ca dao là phải ít nhất hai câu trở lên. Ít nhất hai câu. Và có thể đến mười mấy, hai, ba chục câu một bài dạy. Cái đó làm cho John rất là confused luôn. Tại vì nhiều câu nó trở thành câu thơ rồi nghe giống như câu thơ vậy đó dạ cái 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 ca dao là câu thơ ừ. mà câu thơ nó là tác giả cũng thiệt có mà vô danh cũng có cũng giống như thế là cái 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 bài mà ba đồng một mớ trầu cây sao anh không hỏi những ngày còn thơ ừ. bây giờ em đã có chồng như chim và lòng như cá cắn câu ai ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quang. À, à mấy à. cái đó là thuộc về là ca dao. Cũng là ca dao luôn. Ca dao. À. Hai hai câu là là có, ca dao. Có vẻ như son nhớ cái ca dao nhiều hơn, nó dễ nhớ hơn. Dạ bởi vì nó mang tính chất thơ. Dạ. Nó vần điệu này kia. Có, vần, có điệu, mà đúng mà rồi. Nó có ý nghĩa chứ không phải là nói Và mà... nó, Tôi đang viết dạ. cái cuốn ca dao nó Hay được quá. Uh, khoảng chừng sau năm thì mới xong. Sau dạ. năm thì mới xong. Dạ. Vậy thì bây giờ nếu mà độc giả muốn tìm mua những cuốn sách của thầy thì mua bằng cách nào thưa thầy? Thì lên cái website của tôi website tinhhoavietnam việt nam .net đó .net, yeah. Yeah. và nếu mà tốt nữa thì anh đưa lên cái cái phần của anh yeah. à, anh giới thiệu thêm cho vô thì lại nếu thầy cho phép nhà yeah. yeah, xin sẵn sàng ok đó thành yeah. uh, xin thưa với như anh son và thưa quý vị cảm như... ơn thầy yeah. uh, son rất là náo nức son dùng cái từ này đúng không bây giờ thầy làm cho sao được không <laughs> giờ mình phải rất là cẩn thận khi mà mình dùng tiếng việt của mình uh, phải đúng hoàn cảnh áp dụng cho nó đúng son uh, rất là náo nức muốn thấy được cái tác phẩm của thầy về cái cuốn sách ca dao, tại vì son sẽ son rất là muốn lên cái show này để mà đọc những cái câu ca dao của thầy và nhờ thầy cắt nghĩa dùm những cái ý nghĩa trong ca dao, tại vì son rất là mê mê ngôn ngữ Việt Nam mà đặc biệt là ca dao đó. Khi nào thầy mới hoàn tất được cái? Uh... sang năm mới hoàn tất được? Sáng năm. Vì, dạ, okay. vì bây giờ đang còn phải làm. Nhưng mà nói đến ca dao, tại sao nó lại đi đôi với tục ngữ thế thầy Tại, tại họ họ ghép như cho tôi thì tôi không ghép tôi à. ca dao là tôi để riêng tục ngữ tôi để riêng tôi tôi không có ghép, không không? ghép chung như được không ghép chung bởi vì vì tục ngữ mang tính chất dạy đời đa số ăn kẻ ăn ăn quả như kẻ trồng cây ừ. anh thấy không họ họ mang cái tính chất dạy đời ở trong nó có cái bài học ở trong mỗi cái câu đó trong khi ca dao thì có rất nhiều thể loại rất nhiều cái mục ca dao nói về tình anh em tình vợ chồng tình cha mẹ tình con cái tình yêu nước rồi à, có cái các bản đồng dao rồi có câu đố cũng có câu... dạy đời luôn mà đúng không dạ yeah, dạy đời nhưng mà nó 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 rộng lắm ừ. nó không chỉ gói trong cái dạy đời thôi nó rộng lắm vì vậy cho nên ca dao nó là một cả một cái một cái cánh đồng mênh mông mà người Thì ta trồng đó. rất nhiều loại trong khi cái tục ngữ là chỉ có một cái khoảnh nhỏ liên quan đến đạo đức Yeah. đa số là đạo đức và các nếp sống thôi còn tục ngữ là cách diễn tả một cái ý hey. vì vậy cho nên khi mà yeah. nói đến uh, ca dao phải nói đến rất nhiều cái uh, thể loại và à, đây là cái cái đề tài yeah. ừ, như đề tài bây giờ hôm mấy ngày nay là tôi đang làm cái đề tài thuộc về gọi là mẹ ghẻ con chồng mm. rồi kế tới là nàng dâu với bà già rồi qua đến cái phần khác nữa là liên quan đến cái quan tham trong, trong rồi liên quan đến cái thờ cúng ông bà rồi thờ Túng tổ tiên rồi liên quan đến cái uh, lịch sử Việt Nam những cái bài ca dao đọc ra không có có gì là Việt Nam là sử cả nhưng mà anh giải thích ra thì nó mới có có cái tính chất sử trong đó một lần nữa son rất là cảm ơn thầy đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và đưa ra những cái nhận định cũng như là cắt nghĩa cho son cũng như là các bạn trẻ biết được những cái cách mà sử dụng ngôn ngữ Việt Nam làm sao mà cho nó chính xác, áp dụng như thế nào, hoàn cảnh như thế nào mới hợp lý à, để mà chúng ta tránh cái tình trạng gọi là sử dụng tiếng Việt một cách bừa bãi, lạm dụng nó. Cảm ơn thầy rất là nhiều và chúc cho thầy năm mới thật là nhiều sức khỏe và hy vọng là khi mà thầy xong cái cuốn này, cuốn ca dao này thì thầy sẽ ra mắt độc giả nhé. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn anh Sơn đã cho tôi cơ hội trình bày những những điều tôi muốn nói và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình của chúng tôi xin hẹn gặp lại lần sau xin chào tạm Easter Easter big 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 sale 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 sale, tại Happy to Easy đại hạ giá cho nệm cao su cứng chống đau lưng frame giường mua một tặng một các loại gối nhỏ chỉ 99 cent một cái Happy to Easy chuyên bán nệm cao su nệm memory foam cứng chống đau lưng có nhiều độ cứng khác nhau 100% cao su thiên nhiên có finance không tiền lời, có shipping nẹp cao su đi các tiểu bang. Easter Big Sale tại Happy to Easy 714 897 6100 hay 714 487 7889. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Telethon Eden Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày thứ bảy 30 tháng 3, chủ nhật 31 tháng 3 và thứ hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, Anh Đi Quách, Ngô Lệ Thu, Thiên Tùng, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng. Ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội, Cao Hồng Sâm 6 tuổi, cô đặt bốn lọ, Made in Korea, Self chỉ 75 đồng Đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng Mắt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Selviton Planium MD Make in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Minho giới thiệu Giá 2.800, sale 1.899 đồng Nón mọc Made in Korea giá 2.500 Sale 1.599 đồng Nếm cứng chống đầu lưng Amante 100% made in Italy 20 năm warranty giá 7.000 Sale 4.499 đồng Chỉ 94 đồng một tháng Kế massage Koyo Made in Japan giá 8.000 Sale 5.999 đồng Kế massage 17.000 đồng Modo 2024 Lander Best Luxury Medical Chair Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Trị liệu đau nhất mỏi mệt rất tuyệt vời Chỉ 354 đồng một tháng Trả góp 4 năm không tiền lời Dương trị liệu massage nhiệt Sarah Ultra Master v set Made in Korea với các chức năng kéo giảm cuộc sống và châm cứu nhiệt giá 8 ngàn, xeo 5 đồng, trả góp không tiền lời. Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ trong nhạc hội Hoa Anh Đào vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 ngày, 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Teradon Eden Center, Washington DC, 703-237-8999, trang nhà teletronusa.com. Kính mời quý cô chú anh chị ghé thăm quán ông trẻ tại Houston, Texas. Quán được thiết kế theo phong cách trẻ trung, khang trang và sạch sẽ. Ngoài cà phê và bánh bê nhê trứ danh, menu của quán được bổ sung nhiều thức uống và đồ dessert phong phú và đa dạng, giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, có món bánh cuốn gia truyền 103 năm, trải dài 4 thế hệ, từ Bắc vô Nam và sang tầng đến Hoa Kỳ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa gặp gỡ gia đình bạn bè không chỉ có khách Việt Nam quán còn thu hút rất nhiều các sắc dân khác đến thư giãn và gặp gỡ cuối tuần với chương trình nhạc sống hát cho nhau nghe rất vui tươi nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng quý đồng hương phương xa nếu có dịp ghé thăm thành phố houston texas hãy ghé thăm quán ông trẻ trong khu kim sơn cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay nếu quý vị thích chương trình này xin hãy bấm nút like subscribe hoặc là follow và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi son lê ra video mới và đừng quên hãy xem những video khác của son lê tv nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonlayshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc xâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc xâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai Và các cơ bắp được trơn chu mềm mại hơn Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023 Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 Và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ Với tất cả order từ 299 đô la trở lên Quý vị hãy order online at www.sunlayshow.com Hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348 714 703 6348 Cảm ơn quý vị rất nhiều đã hiểm trợ cho Sonlay TV.